ít ha. Cái này không thể nào nói hết được mọi người, chỉ nói cơ bản giới thiệu. Nếu mà mọi người thấy thiếu thông tin đó, thì có sách để đọc thêm ha. Đó thì mời Thiên. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ em chào anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái bài. À mọi người có thấy màn hình chứ không, có nghe rõ em nói không ạ? Tôi thấy ổn em, thấy Dạ. ổn, thấy ổn. Dạ. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái bài về cái trong cái R cơ bản để mình thực hiện các cái phân tích thống kê về cơ bản thôi. Cho nên là hôm nay không có đi chi tiết về các cái công thức hay là các cái cái ý nghĩa sâu xa của nó. Dạ thì hôm nay bài cái content sẽ gồm 5 phần là đầu tiên là em sẽ giới thiệu về những cái data mà em sử dụng ở trong cái bài này. Rồi thứ hai là sẽ giới thiệu về các cái mô tả, các thống kê mô tả như là mình đã từng học ở cuối ở trong môi trường đại học thì cũng có dạy, có nói qua rồi nhưng mà hôm nay em xin nhắc lại tí. Rồi thứ ba là cái về cái distribution, cái phân bố của cái data của mình. Thứ tư là về cái thống kê suy luận, tức là đưa ra giả thuyết và sử dụng cái dựa trên cái p-value để mình khẳng định cái giả thuyết nào là đúng, cái nào là bị bác bỏ. Và cuối cùng là cái linear regression, thì cái này là thường sẽ gặp ở trong những cái bài báo nghiên cứu mang tính chất là xem xét cái mối quan hệ giữa hai biến hoặc là cái dự đoán kết quả. Dạ, trước khi vào bài giới thiệu thì em xin nhắc lại về các cái loại dữ liệu, các cái loại biến. Thì cơ bản là mình sẽ có hai cái loại biến, đó là biến phân nhóm categorical và cái biến số là numerical. Thì cái biến phân nhóm thì nó sẽ gồm hai biến nhỏ hơn, hai cái loại phân ra hai cái loại nhỏ hơn, đó là nominal và ordinal. Thì nominal là nó là biến phân nhóm nhưng mà nó sẽ không có cấp bậc là Tụi tôi không, sorry em, tôi ngắt ngang, tôi không thấy con chuột của em á. Em có mở con chuột của em lên được không? Ừ. dạ. Rồi. Rồi dạ. Thì cái đầu tiên là cái nominal này là cái biến phân nhóm nhưng mà nó sẽ cái cấp bậc nó sẽ không có cấp bậc. Ví dụ như là màu mắt á, thì mình sẽ có màu màu nâu, màu đen, màu xanh hoặc là màu xanh xanh lá. Thì cái màu mắt nó sẽ không có mang tính chất cấp bậc mà nó chỉ mang tính chất phân loại thôi. Còn cái ordinal nó cũng là biến phân nhóm nhưng mà nó sẽ có cấp bậc. Ví dụ như ở đây là cái ví dụ như là mình đi ăn nhà hàng thì mình sẽ có cái comment cái nhận xét về cái nhà hàng đó thì mình gọi cho là tốt, tốt nè, tốt hơn hoặc là tốt nhất. Thì cái này nó sẽ có cấp bậc đi dần lên hoặc là giảm xuống. Rồi còn về biến số đó, thì mình sẽ cũng có hai loại là cái discrete, tức là cái biến số nhưng mà nó là biến số nhưng mà nó ở dạng là số nguyên không có cái dấu phẩy á. Ví dụ như là số lượng con hoặc số lượng con thì chỉ có là 1 2 3 4 5 nhân dân chứ không có 1 rưỡi 2 rưỡi, không có nửa con. Còn cái biến liên tục mà ở đây á, là cái biến số nhưng mà nó sẽ là số không phải là số nguyên, nó sẽ là số thập phân, có thể là số thập phân. Ví dụ như cân nặng thì có thể là nặng 40 kg hoặc là 40,5 kg chẳng hạn. Đó là về cơ bản về các cái biến số, các cái loại biến mà mình sẽ thường gặp. Rồi phần thứ hai là phần giờ phần đầu tiên á, là em sẽ giới thiệu cái data của mình. Thì ở đây em sẽ sử dụng bốn cái bộ data. Cái đầu tiên sẽ là cái Iris data. Cái Iris data này đó, trong này á, mình thấy là nó trong R á, như hồi nãy em có gửi cái mấy, install mấy cái packet rồi. Thì nó sẽ có là 150 cái hàng, tức là 150 mẫu và 5 cái cột. Trong đó 4 cột đầu á, nó là cái biến numeric, còn cái cột thứ 5 á, nó là cái biến phân loại, mà ở đây là nó được đưa về dạng factor rồi. Thì trong cái species này, cái biến phân loại này nó sẽ gồm 3 cái loại, đó là Versicolor, Cetusa và Virginica. Thì cái sample này á, nó là cái đài hoa, còn cái petal nó là cái cánh hoa. Thì người ta sẽ đo cái chiều dài và cái chiều ngang, cái chiều rộng á, của cái đài hoa và cái cánh hoa để đưa ra cái kết quả này. Đây là cái thống kê lại cái thông số của những cái biến, có 5 cái biến với data này, cái flock.
cho mình thấy là cái từng cái loại nó sẽ có cái phân bố khác nhau. Rồi rồi cái data thứ hai đó là cái data về Ansicum B, thì nó sẽ rồi gồm là 11 cái mẫu, 11 cái hàng, 8 cái cột ứng với 8 cái biến. Thì tất cả 8 biến này đều là cái biến là numeric hết. Thì tí nữa mình sẽ có làm classwork trên cái data này á, thì nó sẽ là x, nó sẽ bắt cặp với nhau là x1 đi với y1, x2 đi với y2, vân vân. Và cái plot cho mình thấy là cái data này không có biến động nhiều nha. Và còn cái data thứ ba là cái data về chuột, về cân nặng của chuột trước và sau khi được treatment, trước và sau treatment, trước và sau khi được điều trị á, thì nó sẽ gồm 3 cột và 10 cái hàng. Thì mỗi cột thứ nhất nó là cái ID của con chuột, tức là mỗi con chuột thứ nhất, con chuột thứ hai, thứ ba tới thứ 10. Rồi cái cột thứ hai là before, tức là cái cân nặng trước khi được điều trị. After là cân nặng trước khi được điều trị. Em dịch chứ treatment ra điều trị, thực ra có thể là đây là cái một cái nghiên cứu nào đó người ta tiêm cái gì đó vào anh cũng không không chắc, nhưng mà nói chung là nó là trước và sau. Dạ, đây là cái plot cho mình thấy là cái sau khi điều trị, sau khi treatment đó thì nó tăng cái cân nặng lên so với trước. Rồi cái data thứ tư cũng cái cuối cùng trong này là cái cũng là cái chính mà em dùng trong cái bài giới thiệu này là cái Palmer Penguin. Thì nó cái data trên cái cột này nó sẽ gồm 6 không, nó gồm là 344 hàng, tức là 344 mẫu, cho nó được 8 cái cột. Thì 4 cái cột nó là dạng factor là species, Iceland, sex và year. À, year này nó đang là integer, thì em có dùng cái factor này để chuyển cái gene này về cái factor. Tại vì á, là đây mọi người thấy là khi chuyển về thì nó thực ra này nó là nó, mình nói là biến số, thực ra nó chỉ là có ba cái năm thôi, ba cái năm mà người ta thực hiện nghiên cứu thôi, thì em sẽ chuyển nó về factor luôn. Đây là em minh họa vẽ cái những cái biến số đó ra, thì ở trên là bốn cái biến mà liên tục và ở dưới là bốn cái biến mà phân nhóm của nó. Thì cái à, quên giới thiệu à, cái biến thứ nhất cái species là cái loài, thì mình có ba loài. Iceland là cái nơi mà con chim cánh cụt nó sinh sống, thì nó sẽ có ba cái địa điểm ở Nam Cực. Cái build length theo mm, tức là cái chiều dài mỏ của chim cánh cụt. Build depth là cái chiều rộng của cái mỏ của chim cánh cụt. Rồi flipper length theo cũng là theo mm, thì nó là cái chiều dài cái cánh của chim cánh cụt. Rồi body mass tính theo gram thì nó là cái cân nặng. Rồi sex là cái giới tính, có hai giới tính là female và male. Và năm thì là có ba cái năm nghiên cứu như nãy em nói. Ở đây thì mình nhìn vô mình thấy cái phân bố của ba cái biến là chiều dài cánh, chiều dài mỏ, độ độ rộng mỏ, độ, chiều dài mỏ và cái cân nặng. Rồi ba cái biến Iceland, hai cái biến về giới tính, ba biến ba giá trị về của biến loài và ba giá trị của biến năm. Một cách khác để mình thống kê lại mấy cái biến đó, mình có thể sử dụng cái lệnh là pair trong R, thì nó sẽ vẽ ra cho mình cái hình như thế này. Thì cái hình này chú ý là mình chỉ mình cái phần trên với cái phần dưới này nè, theo nó sẽ đối xứng nhau theo cái trục là từ trái qua phải, từ trên xuống. Và nó thường thì nó sẽ tốt cho mình quan sát cái biến là numerical hơn là cái biến categorical. Vì ví dụ như đây mọi người thấy là cái Iceland và cái species này nó mình chỉ nhìn được là nó phân bố như thế này chứ nó không có ý nghĩa lắm. Dạ, còn hai cái biến, hai cái code này là để em vẽ hai tám cái hình phía trên này thôi. Rồi thì bước đầu tiên là mình vào cái phân tích thống kê mô tả. Thì ở cấp 3 với lại ở trên ở đại học đó, là mình đã học qua các cái đại lượng thống kê mang tính chất mô tả, đó là cái min, cái giá trị nhỏ nhất nè, là cái phần nằm ở đây của cái plot. Rồi cái khoan thai một 1/4 là cái phần này của cái plot, cái phần bự của cái cạnh phía bên trái của cái plot. Cái min thì cái min nó sẽ nằm dao động khoảng ở xung quanh của cái median thôi, tùy vào cái data, thì tùy vào cái phân bố của cái data của mình thì cái phân bố đó tí nữa em sẽ nói thêm. Rồi cái median hay mình còn gọi là cái khoan thai 2/4, tức là cái đường này đây, cái đoạn cái giá, cái min và cái median nó sẽ khác nhau, là cái min là tính trung bình
của các cái giá trị trong cái quần thể hoặc là cái mẫu của mình lấy. Còn cái median nó là cái giá trị của cái vị trí chính giữa, cái thứ tự chính giữa của cái population, cái quần thể đó. Thì cơ bản là nó khác nhau như vậy. Rồi còn cái khoan thai 1 phần 3 là nằm ở đây, cũng giống như khoan thai 3 phần 4, cũng giống như khoan thai 1 phần 4 ha. Rồi cái mắc, giá trị mắc thì nó nằm ở cái chỗ này, giá trị lớn nhất. Rồi còn cái standard deviation thì nó là cái độ lệch chuẩn của cái mean, thì nó sẽ cho mình thấy cái độ phân tán của cái data của mình. Rồi bây giờ con chim cánh cụt nó hỏi mình là cái data của mình như vậy thì nó phân bố vậy là nó có tốt không, dữ liệu của mình vậy là có tốt không, rồi cái mối quan hệ giữa các cái biến trong cái data này là như thế nào. Thì để mà xem được cái phân bố của data như vậy là tốt hay chưa thì mình có thể sử dụng là cái variance. Variance dịch ra tiếng Việt là phương sai đó, thì nó là cái đại lượng mà cho mình xem được cái độ phân tán của cái giá trị của mình xung quanh cái mean. Thì ở đây em vẽ ra cái hình của cái body mass của con cái cân nặng, khối lượng cân nặng cơ thể của con chim cánh cụt theo ba cái loài ha. Thì mỗi loài nó sẽ có đặc trưng tập tính và di truyền khác nhau á, và cũng như là môi trường sống khác nhau, cho nên là nó sẽ có cái khối lượng cơ thể nó khác nhau và cái phân bố nó cũng khác nhau là mọi người thấy. Thì mọi khi mà cái phân bố nó khác nhau như vậy á, thì cái variance, cái phương sai nó cũng sẽ khác nhau. Rồi đây là cái công thức tính phương sai. Dạ alo. Dạ thì cái công thức tính phương sai là cái này, thì mọi người có thể nhớ cái tử số này, tí nữa em sẽ nói về cái tử số này thêm ở cái phần sau nè. Và còn điều thú vị là cái phương sai này chính là cái standard deviation, cái SD hồi nãy là bình phương lên. Rồi đây là cái syntax để mình sử dụng cái variance trong cái trong lập trình R. Thì x là cái giá trị cái biến của mình làm một biến vào thôi thì nó sẽ tính được cái variance cho mình. Cái y thì mình có thể làm thêm biến y, nhưng mà tí nữa em nói thêm. Rồi cái na remove bằng for, tức là nó sẽ remove, nếu bằng for thì nó không có bỏ qua, nó sẽ lấy luôn những cái giá trị na. Và cái use này tí nữa phần sau em sẽ nói thêm. Rồi bây giờ trong giải thích cái code của em là, nếu mà trong cái data này của em, cái body mass nè, nó thực ra là nó có cái giá trị NA này, nó có hai cái giá trị là NA, thì em tính thì nó sẽ không cho nó ra, cũng là ra NA luôn, nên là em phải thêm cái remove, em phải remove cái NA đi thì nó mới tính ra cái variance cho cái body mass. Rồi bây giờ em mới thử xem là có đúng là cái SD bình phương đó, nó là cái variance không, thì em tính SD thêm cho cái body mass này và em lấy cái variance đó em căn bậc hai đi thì nó ra hai kết quả giống nhau ha. Đây thì cái này là mình quan sát trên nguyên cái quần thể chứ mình không có phân biệt loài, nên là ở đây em cái hình này nè, vợ cái code này nè, em có áp dụng thêm cái tapply để em tính từng loài cho cái ba cái giống, ba cái loài chim cánh cụt, thì nó mỗi cái nó sẽ ra cái variant khác nhau, thì mỗi phân bố khác nhau thì sẽ cho ra cái variant khác nhau. Ở đây thay vì em chỉ nạp biến x thôi, như cái ở trên này thay vì em chỉ nạp biến x thôi, thì bây giờ em nạp thêm biến y vô để xem là nó sẽ ra cái kết quả như thế nào. Thì cái kết quả mọi người thấy là nó ra là gần 10.000, nó sẽ khác với cái kết quả là 64.000 giống ở trên của mình. Thì khi mà mình nạp cả biến x và biến y á, thì nó sẽ tính ra một cái đại lượng khác mà không còn là cái variance nữa. Cái đại lượng đó mình gọi là covariance, tức là hiệp phương sai, tức là mình kết hợp hai cái biến với nhau rồi mình coi coi cái khi mà kết hợp lại thì cái phương sai của hai cái biến nó sẽ như thế nào. Cái covariance nó sẽ cho mình biết được cái độ tương quan giữa hai cái biến với nhau và cũng như là cái độ mạnh của nó. Thì cái covariance này nó sẽ dao động từ âm vô cùng đến là dương vô cùng. Thì đây là cái công thức của nó ha. Hồi nãy mọi người nhớ cái công thức của cái variance nè, là lấy từng cái x trừ cho x trung bình bình phương lên rồi lấy tổng của tất cả các cái giá trị đó. Thì thay vì bình phương lên á thì cái covariance á, nó sẽ nhân thêm một cái giá trị trung bình của y nữa,
nhân thêm cái giá trị từng mẫu trừ cho giá trị trung bình của bên cái biến y nữa, thì thay vì bình phương thì nó sẽ nhân thêm một cái, vậy thì nó sẽ tương tác lại với nhau. Ở đây mọi người thấy nè, là khi mà cái body mass đã tăng lên thì cái độ dài cánh của con chim cánh cụt nó cũng tăng lên theo, nó tăng theo chiều này ha. Thì khi mà cái data của mình á, mà nó đi theo cái chiều đi lên từ trái sang phải á, thì nó sẽ là tiến về dương vô cùng. Còn nếu mà nó đi xuống từ trái sang phải như thế này á, thì nó sẽ là âm, nó đi về chiều âm vô cùng. Vậy thì nếu mà nó đi ngang như vậy á, tức là các cái điểm dữ liệu này á, nó ngẫu nhiên cái body mass, cái khối lượng mà tăng lên nhưng mà cái độ dài cánh á, nó không có tăng hoặc nó cũng không có giảm, nó chỉ ngẫu nhiên thôi, thì lúc đó cái covariance của mình nó sẽ đi về cái hướng của giá trị không, nó sẽ gần bằng không hoặc bằng không. Thì ở đây mọi người thấy em đang tính cái covariance của khối lượng cơ thể và chiều dài cánh thì nó cho ra cái kết quả là gần 10.000, nhưng mà cái này nó không có cái đơn vị được, tại vì cái khối lượng nó là ghê tính theo đơn vị là gam, còn cái độ dài cánh nó lại tính theo đơn vị là mm, thì cái covariance này không có đơn vị được. Thứ hai á, là cái độ lớn của cái giá trị này á, cái đại lượng này á, nó đi về hướng dương vô cùng và đi về hoặc là âm vô cùng thì nó mới tốt, nhưng mà nó đi nó tốt là nó ở cái mức độ nào là mới là tốt thì mình không biết được, tại vì nó còn phụ thuộc vào cái scale, cái khoảng dao động của cái dữ liệu của mình. Ví dụ ở đây nếu một body mass này nó chỉ dao động từ 1.000 tới 2.000 thôi thì đương nhiên là cái này nó sẽ nhỏ hơn rồi, đúng không? Thì lúc đó mình cũng không thể nói được là cái độ khi mà covariance giả sử đó nó nhỏ hơn cái covariance thực tế mình đang tính đây, thì mình không thể kết luận là nó không có mối liên quan, hoặc là mối liên quan nó ít hơn cái thực tế được, tại vì mình không có cái scale nào, không có một cái khoảng nhất định cho nó, cho nên là người ta nghĩ ra đây là cái công thức syntax ở trong covariance, ở trong R, tính covariance ở trong R. Thì ở đây mình có cái use bằng everything, hồi nãy trên kia cũng có use, nhưng mà ở đây mình sẽ dùng hơi khác đi ha. Thay vì mình dùng, hồi nãy nói là cái body mass là nó có NA, hai giá trị NA này ha, thì thay vì mình dùng NA remove thì mình không có tính được, thì thay vì vậy mình sẽ thêm một cái option, thay cái option đó NA remove là bằng use bằng completed observation, tức là nó sẽ chỉ sử dụng những cái giá trị mà đã quan sát, tức là nó có giá trị, cái giá trị đó nó không có NA thì nó mới tính cho mình. À, dạ rồi. Còn cái method này á, thì auto nó sẽ chạy cái Pearson. Pearson này là một cái phương pháp cho cái data mà nó đi về dạng là normal distribution. Còn Kendall và Spearman là cho dạng là không phải là không phải thuộc cái data của mình, nếu mà không thuộc dạng là normal distribution. Thì cái normal distribution tí nữa em sẽ nói sau. Rồi thì nãy quay lại vấn đề là em nói là cái covariance này nó không có cái khoảng nhất định, nên là mình không có biết là nó lớn bao nhiêu là đủ. Thì người ta mới thêm một cái nữa là cái correlation thì nó cũng tương tự như là cái covariance thôi, cũng cho biết cái mối quan hệ, cái tương quan giữa hai cái giá trị và cái độ lớn của cái tương quan đó. Tuy nhiên là nó sẽ dao động từ khoảng là trừ 1 tới 1 thôi, chứ nó không có đi từ trừ vô cùng đến dương vô cùng nữa. Tại vì sao mọi người nhìn cái công thức nè, là cái covariance đó là cái tử số chia cho cái mẫu, là số lượng mẫu thôi, đúng không? Cái mẫu này là số lượng mẫu thôi, thì thay vì chỉ chia cho số lượng mẫu, cái correlation đó, nó sẽ chia cho cái tích SD của hai cái biến x và y. Thì như vậy á, cái giá trị này nó sẽ bị giảm xuống, cái scale nó giảm xuống, tức là mình normalize, mình chuẩn hóa nó lại để nó chỉ còn trong khoảng trừ 1 tới 1 thôi. Rồi ở đây mọi người thấy là cũng là hai cái dữ liệu, hai cái biến nó như như vậy ha, nhưng mà em tính cái này là cái correlation em typo em đánh lộn, cái correlation đó là 0.787 nè. Thì cái correlation nó cũng sẽ tương tự như cái covariance, là khi mà cái giá trị này nó cái chiều dữ liệu của mình mà đi lên như thế này á, thì nó sẽ nằm trong khoảng là từ từ 0 đến 1 ha, là tức là nó sẽ là mình gọi nó là cái tương quan dương, positive correlation. Còn nếu mà nó đi
Nó hơi này là hơi xéo xéo tí nha, còn này là nó xéo 45 độ luôn, ví dụ vậy. Thì cái lúc đó cái correlation, cái R nhỏ của mình nó sẽ bằng 1 luôn. Thì nó sẽ gọi là cái perfect, cái hoàn hảo luôn đó. Rồi, nếu mà nó random như thế này, nó không nó giống như cái covariance nãy em nói là cái kia một biến biến x tăng đi mà biến y nó không tăng, nó cũng không giảm, nó chỉ mỗi ngẫu nhiên phân bố thôi. Thì cái R lúc này của mình hay là mình còn gọi là cái phi thì nó sẽ bằng không. Rồi ngược lại, nếu mà thay vì nó đi lên mà đi xuống thì nó sẽ về giá trị âm, và cùng cực của nó thì nó sẽ đạt cái trị là âm 1, tức là nó tương quan âm hoàn hảo. Syntax ở trong R của cái correlation thì nó cũng sẽ giống với cái covariance thôi, thì nó cũng có những nạp những cái biến gì vô. Thì nó cũng có use bằng everything, hoặc là em dùng ở đây là cái observation method, thì cũng là Pearson, Kendall và cái Spearman. Tuy nhiên có một cái lưu ý là cái correlation đó, nó lẫn cái covariance luôn. Thì ở đây em nói cái correlation thì nó cũng tương tự nhau. Cái correlation đó, nó mang tính chất là có chỉ ra cái mối tương quan, cái mối quan hệ thôi, chứ nó không có mối đưa ra được cái kết luận, hoặc là chưa đưa ra được cái nhân quả, cái kết luận nhân quả. Ví dụ ở đây trong một bài báo, người ta quan sát ở trên các nước mà đạt giải Nobel đó, người ta so sánh với cái việc là tiêu thụ sô cô la, thì mọi người thấy là cái R của mình đang là gần 0.8 đúng không? Tức là nó đang đi theo chiều dương. Vậy thì cái hình này nó cho mình thấy là cái việc mà ăn nhiều sô cô la, càng ăn nhiều thì càng được có cái cơ hội đạt được giải Nobel. Nhưng mà thực tế thì trong trong thực tế thì mình đâu có cái minh chứng nào mà để chứng minh là ăn nhiều sô cô la thì sẽ có cơ hội đạt được giải Nobel đâu. Thì cái này cho nên là nó chỉ đưa ra được cho mình được cái mối quan hệ cái tương quan giữa hai cái biến này là ăn sô cô la và khả năng đạt giải Nobel thôi, chứ nó không có khẳng định, nó không có mang tính chất là nhân quả. Dạ rồi, thì cái phần đó cũng kết thúc cái phần đầu của bài của em, cái bài giới thiệu của em. Thì không biết là anh chị với mấy bạn có hỏi chỗ nào không ạ? Vậy cho em hỏi là nếu mà cái candle với lại cái experiment nó xài cho không phải là phân phối chuẩn á, thì làm sao nó phân biệt khi nào mà xài candle, khi nào xài experiment? Dạ, cảm ơn anh hay bạn em không biết. Dạ thì cái hai cái này nó đều xài cho phân phối chuẩn, nhưng mà cái candle á thì nó sẽ thường á, là dùng cho cái biến mà liên tục, và nó cái phương pháp của nó là sử dụng cái xếp hạng, cái phương pháp xếp hạng tuyệt đối. Còn cái Spearman đó là nó sẽ cũng có thể dùng cho cái biến liên tục luôn, nhưng mà nó sẽ mạnh hơn cho cái biến là ordinal đó, thì nó sẽ mạnh hơn. Và cái cách của nó xài, cái cách của method ở trong của nó là cái nó chỉ tương đối thôi, cái xếp hạng tương đối, nó không có tuyệt đối như là cái candle. Hoặc là còn sâu hơn nữa thì em có thể là em chưa biết, thì có thể mọi người góp ý cho em. Cái này em cũng không có quá sâu về thống kê nên em cũng không chắc là em biết hết. Được à, được không anh? Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, anh chị với mấy bạn có hỏi gì thêm không ạ? Dạ, nếu mà không có câu hỏi thì chắc mình làm cái class work 1 ha. Thì dạ chắc em nhờ thầy mời một số anh chị các bạn làm giúp em cái câu số 2 và số 3 trước ha thầy. Rồi trong lúc đợi mọi người đang soạn code đó, thì em mình làm câu 1. Rồi, có ai muốn chia sẻ sử dụng cái Iris Data để vẽ một cái giữa cái spatial land, spatial width với lại spacing? Có ai? Mình đã học rồi đúng không? Tuần trước là Thư đã chia sẻ cách vẽ, không cần phải vẽ đẹp đúng không? Nhưng mà biết vẽ ha, đó. Thì đây nếu mà không làm thì tôi gọi ha. Ông ai Xuân Phong thì tôi gọi. Dạ chưa gì Nguyễn lép rồi, nhanh quá ha. Tôi vừa định nói tới đây cái là Nguyễn lép. Không biết Nguyễn là ai nữa.
Có ai xung phong không mọi người? Rồi không ai xung phong thì tôi bóc đại, tôi nói đại ha. Mời bạn Đạt. Em ơi. Dạ. Em xem màn hình đi em. Em có thể giúp visualize cái simple lang, cái simple width, cái space gì. Em làm gì cũng được hết đó, em cảm thấy ok là được. Tại vì trong đây không có yêu cầu là vẽ loại hình nào hết đúng không? Em muốn vẽ cái gì cũng được. Dạ, dạ đúng rồi, vẽ sao mà mình thấy được cái dữ liệu là được. Giờ nó có ba biến đó, ba cột nó muốn vẽ sao thì vẽ. Thì nó là cái yêu cầu luôn rồi. Sử dụng cái Iris Data rồi vẽ cái Simple Length, Simple Width với là cái Space gì. Có ba cột đó. Em muốn vẽ cái gì vẽ. Em cho bự lên đi em tiết kiệm quá à. Rồi, Simple Length, Simple Width với lại Space gì. Em muốn vẽ cái gì cũng được. Em nghĩ cái gì trong đầu của em liền trong tức khắc thì cứ vẽ. Ở đây không có, tại vì cái yêu cầu nó đơn giản gì mà đúng không đó. Vẽ đi em. Dạ thầy, à, hay là mình phân phân cho mỗi người một câu ABC rồi câu 3AB luôn, rồi tí nữa mọi người trả kết quả thầy. Dạ. Rồi cứ mời bạn tiếp theo là bạn Yến, em làm câu 2 được không Yến? Dạ để em đọc cái này ơi. Đợi em chút xíu. Đúng rồi, em làm cái câu 2 không, em làm cái câu 3 đi ha, Đạt để làm hết cái câu 2 ha, em làm câu 3 ha, còn câu 1 thì mời mời Thanh làm câu 1 ha. Dạ, để em giải thích câu 1 trước ha thầy, tại vì em cái này cũng hơi khó hiểu tí. Giờ ý của câu 1 hỏi là bây giờ nếu mà cái luật yêu cầu người phụ nữ chỉ được nha, chỉ được kết hôn với đàn ông trên họ 2 tuổi thôi, tức là cái độ tuổi của đàn ông trong một cặp vợ chồng thì độ tuổi của người chồng lúc nào cũng phải lớn hơn độ tuổi của người vợ là 2, chỉ 2 thôi. Thì lúc đó cái correlation giữa tuổi của mỗi cặp đôi là ô của tất cả các cặp đôi trên thế giới là bao nhiêu? Ổng không Thanh. Rồi không hiểu cái đề không. Ủa thôi thầy ơi, chắc là nhà thầy mời bạn khác đi, con không hiểu cái đề luôn á. Ok, rồi có ai hiểu không? Có ai hiểu thì làm giúp. Rồi mời Phú nè. Dạ thì em là nó bằng một, cái hệ số tương quan nó bằng một, tại vì lúc này nó không có sai số thầy, tức là một điểm trên x sẽ tương ứng với một điểm trên y cộng 2 thì nó sẽ là hệ số tương quan nó là một. Ừ, cảm ơn bác sĩ Phú. Thì bây giờ mình làm thực nghiệm đi, đúng không? Mình cho x là 1, 2, 3, 4, đúng không? Y thì bằng là x cộng 2, rồi bây giờ vẽ ra, đúng không? Mình tính correlation đó gì đó, mình làm thực nghiệm đi. Đó mình không giỏi như bác sĩ Phú là có thể là một cách rất là abstract được, đúng không? Đó, rất là skeptical được, mình làm không được cái đó thì mình làm thực nghiệm. Anh đúng là thanh não trái nho quá à. Tưởng mặt nhỏ ở trong chổng não bự chứ ai ngờ não trái nho. Dạ để con thực nghiệm lại, có gì lát con show lên cho mọi người coi. Đúng rồi, con thực nghiệm lại đi con. Con cho đại lên, thí dụ như người đó là thí dụ 18 tuổi được lấy đúng không? Nữ thì con cho là sequence của 18 cho tới 100. Đó, rồi là x, đúng không? Rồi nam thì bằng là x cộng 2, đúng không? Rồi con vẽ ra, đó, vẽ cái scatter plot ra xong xuôi con tính correlation. Trời đất ơi. Con không giỏi như bác sĩ Phú nhưng mà con làm được. Con cứ tin tưởng bản thân con đi con ơi. Đạt con làm gì mà ghê quá vậy Đạt?
không làm quá lắm luôn á. Chắc là chưa ở nhà chưa có học rồi, tuần trước là bỏ bài rồi. Được chơi. Được, đẹp á. Nhưng mà bự bự lên đi, ông này keo quá à. Lúc nào cũng nhỏ nhỏ như nhỏ thôi. Đúng rồi, cho kia nó nhỏ xuống. Ừ. Bự thêm tí nữa đi. Rồi, em diễn đạt lại đi, em vẽ như vậy thì em muốn nói lên cái gì? Nếu mà mình vẽ một cái hình thì mình phải chịu trách nhiệm với cái hình vẽ của mình muốn show được cái thông tin gì từ cái hình này. Đúng không? Sau khi mình cảm thấy mình vẽ mình được một cái hình mình thấy vừa ý rồi. Đúng không? Đó thì mình mới nói ừ, tôi nhìn vô cái hình này thì tôi có được cái thông tin gì. Có là con số biết nói, đúng không? Nó nói cho mình thấy cái gì. Dạ, ở đây là nó là cái hình post đó nó biểu hiện cái nó hiển thị cái data cho cái độ dài của cái civil length và cái độ rộng của cái civil. Cái cỡ này là cái độ dài của cái pixel với lại cái độ rộng của cái pixel. Thì ở ở đây nó sẽ là cái mask admin và ở đây là cái min rồi Tụi còn tôi đây đâu có đuôi đâu em, tụi tôi biết nhìn, tụi tôi chỉ muốn biết được là cái ý nghĩa của nó thôi, chứ còn mà mấy cái đó là cái gì ở đây tụi tôi biết hết, tụi tôi đâu có đuôi đâu, tụi tôi biết đọc đó, tụi tôi có học, có đọc biết là độ dài của cái symbol thì ở nó đây làm sao. vậy thì nó hiển thị cái data ở dạng bot lớp thôi. Hồi nãy người ta có giải thích cái data rồi, cái chữ simple nó là cái gì vậy, còn cái chữ pencil nó là cái gì? Trời đất ơi, đâu nghe đâu. Tức không? Tức chứ. Ta dạy không nghe gì hết. Hình nó là cái hoa gì vậy? Vậy thì nó là cái màu vàng nữa không? Nó là cái gì vậy Thiên? Em nhắc nó luôn đi em. Dạ, cái sample nó là cái đài hoa, còn cái petal nó là cái cánh hoa. Rồi, giờ chiều dài của cánh hoa với lại chiều dài của đài hoa thì sao? À, cái chiều dài của cái cánh hoa thì cánh hoa cái petal đúng không ạ? À, cái chiều dài của cái cánh hoa thì thường nó sẽ ngắn hơn so với cái đài hoa. Vậy thì nói lên gì? Thì nó ngắn hơn thôi. Em học nông lâm á. Em học 55 á, thí dụ bác sĩ không biết á, nhưng mà học 55 thì em phải biết á. Chứ nó không tôi bóp cổ em, tôi xiết cho chết. Trời đất ơi. Cô Dung mà hả, còn làm trưởng bộ môn các em sống không nổi với cô quá. Thôi là bỏ qua đi, không biết thì thôi. Rồi, tiếp tục đi, em vẽ được cái hình nào nữa. Yến chuẩn bị nha em. Thì cái hình này nó biểu hiện nó tương quan giữa cái đài hoa với lại cái cánh hoa. Ở đây thì nó đi lên cái này nó có nghĩa là nó là cái tương quan khủng. Nhưng mà vẽ cái đại hoa với lại cái
cái cánh hoa thì chiều dài của nó em muốn nói là cái gì? Quick, quick. Ở đây thì mình thấy là nó không có cái mối tương quan giữa cái độ dài của đài hoa và cái độ rộng của đài hoa. Thì nó là sao em? Cái độ dài của nó, cái đài hoa nó có dài thì nó cũng không có, nó có cao thì nó cũng chỉ dùng tới chiều rộng của nó. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu tính đi ha. Câu hỏi kế tiếp đó, giờ em vẽ xong rồi đúng không? Em hiểu cơ bản về cái data của mình rồi. Bây giờ em tính đi, ở trong đó là kêu tính là variance, covariance, correlation giữa sepal length với lại cái sepal width. Tính variance, covariance, correlation. Correlation em. Rồi covariance. Cái đầu tiên chính là cái variance của cái symbol này nó là 0,68 0,68, còn cái variance của cái symbol đó nó sẽ là 0,19, và cái covariance của symbol này và cái symbol width nó sẽ là bằng âm 0,042, thì nó rất là nhỏ và nó gần với không, và tức là không có, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Khoan, cái variance của em nó đúng chưa? Cái số 3, cái công thức cái số 3 của em đúng chưa? Đúng rồi. Em thấy nó làm sao giữa số 3 với số 4? Dạ, nó giống nhau. Tại sao? Thì trong hai trường hợp này nó... Hai cái công thức nó khác nhau mà. Nếu mà hai cái variant là cái x đó, cùng một cái biến x đó, lúc nào cũng cùng một biến x đó. Nếu mà có hai biến thì thành covariant rồi đúng không? Nhưng mà em giờ em sửa lại đi, correlation là COR, em sửa lại tôi đi, COR rồi, còn cái trên là covariant là đúng rồi, COV. Rồi em chạy lại đi. Cái correlation của nó sẽ là âm 0,711, và 7 nó cũng nhỏ và nó gần với không hơn, này cũng không có ý nghĩa. Rồi nhưng mà có dấu trừ đằng trước thì nói làm sao? Ý có dấu trừ trước là nói làm sao? Nhưng có dấu trừ trong trường hợp mà nó cái dấu trừ này nó càng lớn thì nó sẽ có cái gọi là trung quay nghịch, tức là cái symbol này nó càng cao thì cái symbol width nó càng nhỏ. Rồi nếu mà nó là dấu cộng thì cái symbol này nó càng lớn thì cái symbol width nó cũng lớn. Ok. Rồi, bây giờ em tính tương tự giống vậy cho cái symbol length với lại spacing. Symbol length với lại cái spacing. Đúng rồi, spacing. Spacing là cái tên loại. Mình tách chết tên loại ra. Tôi đâu có biết đâu, câu hỏi vậy thì tôi chỉ đọc lại thôi. Còn người ra đề là ông nội Thiên. Dạ. Dạ thì em cứ tính như cái cách nãy em thử tính cho câu C thử đi. Em copy xuống đó, em copy xuống đó.
em tính thử coi là nếu mà như vậy thì nó có tính được không, rồi em giải thích coi là tại sao tính không được. Vậy là lộ đề. Dư dư chữ cây gì đúng rồi, xóa đi. Xóa đi ở trên nữa. Nó bị lỗi do cái này nó là biến, nó là character sao tính được. Rồi thì chỉ check thôi đúng không, tính không được thì thôi đúng không, đâu có ai bắt ở trong đây đâu có nói là tính được đâu đúng không. Mình tính thì mình phải nhớ được là hai cái biến nó phải là continuous hết đúng không, hoặc là nó một cái integer thì mới tính được, chứ còn một cái nó là một cái biến liên tục đúng không, một cái biến số, một cái là biến chữ thì mình tính đâu có được ha. Rồi cảm ơn Đạt rất là nhiều, mời Phi Yến đi em. Em biết làm có cái nhỏ xíu không? Em làm được cái nào thì em làm, không sao đâu Phi Yến. Thầy em chỉ mới tính như vậy thôi này, là dạ, tính sai dạ sai là tính từng cái theo cái suy nãy em có hết ra xem là nó em tắt cái cục đen đen đi, em tắt cái cục đen đen hẳn luôn đi. Rồi rồi bây giờ em tính rồi xong xuôi rồi em thấy sao? Em thấy cái correlation á của bốn biến đó nó ra bao nhiêu? Em chạy hết bốn biến đó đi. Rồi em thấy correlation nó ra bao nhiêu? Nó ra 0.816. Nó ra bằng nhau hết đúng không? Dạ nó gần bằng, nó có chút xíu ở sau khác. Không, nếu mình lấy ba số thì nó bằng nhau hết đúng không? Lấy ba số lẻ thôi. Rồi vậy bây giờ em vẽ ra tôi, em thay cái chữ correlation bằng chữ plot. Em copy xuống đi, em copy xuống dưới rồi em thay cái chữ correlation đó bằng chữ plot. Rồi, em plot cái thứ nhất. Đó. Nó ra gì? Trời đất ơi. Khổ sở quá. Tôi không muốn cái plot nó vậy, tôi muốn nó vuông à, tôi không muốn nó hình chữ nhật. Nhưng mọi người xài cái này nữa, tôi đâu dạy xài cái này đâu. Đừng có xài mấy cái giống vậy. Em cũng biết nó ghê, sao nó ghê vậy thế này. Vậy Yến nếu ấy thì vô cái phần export á, rồi copy bỏ vô PowerPoint á thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Nhưng mà export nó cũng ra cái kích cỡ giống vậy à, nó đâu có. Dạ mình chỉnh được thầy. Bên phải Yến, bên phải. Rồi copy to clipboard. Rồi khoan ấy, bên cái góc cha bên phải ở dưới cùng á có cái chỗ mà hình tam giác đó. Ở trên cái chữ cancel á. Yến kéo vô rồi kéo xuống cho nó vuông. Rồi thả chuột ra là tự động biến lại rồi ok. Rồi bấm copy plot là mình nó sẽ copy vô RAM vô clipboard cho mình. Nhưng mà làm sao nhớ được để lát làm cho bốn cái hình nó đều nhau hết. Có ai làm được không? Có ai làm được không? Nếu như mà có thể là em xài cái đưa một cái plot này vô cái biến và sau đó mình in ra bằng cái chi cell thì mình có thể chỉnh được cái dài với ấy của nó bằng nhau. Em làm đi em, nếu mà em làm được thì em làm đi. Xem.
Có ai làm được không mọi người? Có ai làm được thì làm đi. Để em cái này em đang copy cái code cũ. Dạ, trong lúc đổi viếng chắc để con xem cái kết quả nha thầy. Ok, viếng em cứ tiếp tục làm câu này của em đi ha. Em làm bốn hình đó em bỏ vô trong cái PowerPoint. À, bốn góc một cái slide. Dạ, thì thầy với mọi người thấy màn hình con chưa thầy? Rồi, thấy rồi. Dạ, lúc đầu thì con đến cho nó một cái chuỗi từ 1 đến 100 nhưng mà thấy nó hơi kỳ đi khi mà nói về cái sự kết hôn á, cho nên là con cho từ 18 đến 60 rồi con cho nó lặp lại. Xong rồi mọi người có thể thấy là cái kết quả mình như thế này. Rồi xong rồi con cho theo cái đề á, là đàn ông sẽ cao, lúc nào cũng sẽ cao hơn phụ nữ ha, thì con cho cái biến của con nó cộng 2. Rồi kính correlation á thì ra được cái correlation bằng 1. Thì khi mà con đưa vào cái plot đó, thì mọi người có thể thấy là cái plot nó như thế này. Dạ thì nó tăng tuyến tính luôn, tức là giống như anh Phú nói là tương ứng với một điểm của x thì nó cũng sẽ là một cái điểm tương tự ở y, rồi dần lên như vậy. Lúc nào thì cái male nó cũng sẽ lớn hơn cái female 2 hết, cho nên là cái đường của mình nó thẳng tắp như vậy luôn. Dạ. Rồi. Cảm ơn thầy. Dạ. Vậy được chưa mọi người? Mốt mình nhớ ha. Ví dụ như mình không có cái khả năng abstraction, đúng không? Có nghĩa là mình không có khả năng tưởng tượng tốt, tư duy toán học đủ này kia. Đó. Có người biết đổi công thức, nhìn vô công thức thì ra mọi người. Đó. Đôi khi tôi làm không được vậy thì tôi chuyển qua simulation. Đúng không? Tôi mô phỏng bằng con số. Được không ha? Đó, tại vì giờ cái R là nó là một cái tool rất là tốt để mình có thể làm mô phỏng được tất tần tật, mình vẽ ra được nữa. Đúng không? Đó. Bởi vậy là tùy theo tư duy của mỗi người, mình thấy cái nào phù hợp với mình thì mình sử dụng. Ha, đó. Không có cái nào là nó hay hơn cái nào mọi người. Đó, miễn sao là mình chứng minh được là được. Ok không? Ha. Rồi, cảm ơn Thanh. Dạ em gửi kết quả của cái classwork, cái bài 3C, bài 3B. Dạ alo, em có gọi mạng không? Không có, nhưng bạn giờ Phiến lưng trần rồi. Phiến em có muốn giải tiếp nữa không? Hay là để Thiên giải luôn cái bài đó? Dạ để bạn Thiên giải luôn đi thầy. Ok rồi, mời Thiên. Dạ. Dạ thì ở đây cái phần code em vẽ thì em sẽ làm cái for loop. Cái for loop này em cho nó chạy biến y chạy từ 1 đến 4, tại vì trong cái code này trong cái data này của mình á, là mình có em hết rồi. Là mình có biến x1 tới x4, y1 tới y4, nên là em sẽ biến nó thành y từ 1 tới 4, thì mỗi cái giá trị y nó sẽ ứng với một cái y nhỏ, thì nó sẽ ứng với cái x và cái y dài, rồi từ đó em tính ra mấy cái này. Rồi còn cái float thì em sẽ bring nó trước khi chạy for loop, thì em sẽ tạo ra một cái file PDF sẵn, rồi chạy float thì nó sẽ bring cái float nó vô trong cái PDF này luôn, rồi đóng lại thì nó sẽ ra cái này cho mình, ra cái dạng này. Thì em copy bỏ vào PowerPoint thì đây. Thì như mọi người thấy là cái 1, 2, 3, 4 á, nó có cái correlation là giống nhau, nhưng mà cái hình dạng của cái plot là nó khác nhau nè. Như mọi người thấy. Cái này hơi ngược là em vẽ y thành x, x thành y. Nhưng mà mọi người thấy là nó có cái điểm khác nhau. Ở đây nè, nó còn có một cái điểm outlier nữa. Tất cả các biến x nó đều bằng nhau, nhưng mà cái biến y thì nó lại khác nhau. Biến y nó khác nhau, còn chỗ này có cái biến x khác nhau, nó là outlier, rất là nặng ha. Còn cái này cũng outlier mà nó nhẹ hơn. Còn cái này thì nó còn đi theo dạng linear, như mình hồi nãy mình phân tích, đó là nó đi theo cái chiều từ dưới lên. Tức là nó correlation nó là dương ha. Thì cái này nhìn vô mình dễ thấy. Còn cái này nó đi lên một phần xong rồi nó đi vòng trở về, thì nó sẽ trở thành một cái dạng, đó là non linear, tức là nó không phải theo đường thẳng mà nó là đường cong. Thì nhưng mà tất cả bốn cái plot này
tính ra cái correlation nó đều là bằng 0.8 hết. 0.8 hết thì nó mình một số trường hợp á, nên là trong lúc mình làm hoặc là mình làm nghiên cứu thì mình nên tốt nhất là nên plot ra là tính cả về cái mặt thống kê của nó thì nó sẽ an toàn hơn để khẳng định cái data mà nó có theo cái xu hướng như thế nào đó. Dạ xong rồi thầy. Rồi như vậy thì đây mọi người nhớ nha, cái phần tập nãy bạn Phía có tính cho mọi người xem á, ha, bốn cái data đều có cái Pearson correlation đó là 0.8 mấy hết, đúng không? Như nhau à, lấy ba số như 0.816 á, đó là như nhau thôi, ha. Nhưng mà mọi người plot lên trên thì nó không có thấy nó correlation tí nào, đúng không mọi người? Bởi vì cái việc mà không có vẽ ra, không có xem data mà nhảy vô kết luận đủ thứ dựa trên con số đó thì rất là sai lầm. À, rất là sai lầm luôn. À, cái này người ta gọi là cái Anscombe quantet đó mọi người. À, nó là một cái ví dụ rất là đặc biệt. À, đó. Ở đây có một cái mà mọi người phải lưu ý là tại sao ở đây cái data trong đây chỉ có cái data số 1 là nó trúng thôi. Tại sao? Tại vì nó theo cái normal distribution. À, cái assumption của cái này nó phải đảm bảo là nó có cái phân bố chuẩn thì nó mới trúng ha. Một thì nó có cái đúng như phân bố chuẩn, còn 2, 3, 4 nó không có phân bố chuẩn. Nhưng mà ở đây chỉ có data, nó chỉ có một số điểm thôi, làm sao mình biết được phân bố chuẩn, cũng khó, đúng không? Đó, cái đó nó phải dựa trên kinh nghiệm của mình nữa, đúng không? Cái loại data nào thì nó có phân bố chuẩn và phân bố chuẩn như thế nào thì bắt đầu Thiên sẽ nói kế tiếp ha. Ở đây lưu ý một điều là khi mà mình áp dụng một cái statistic á, nó có mấy cái assumption, nó có một cái giả thuyết, nó có một cái giả định ha, cho cái data, cho để mà áp dụng được cái statistic đó thì mình phải thỏa cái giả định gì đó ha. Ví dụ như mình giải hệ phương trình, ở mình giải cái phương trình đó có dấu chia, ví dụ vậy, đúng không? Có nghĩa là 2 chia cho x bằng 8, ví dụ vậy đó. Mình giải ra, mình nhân x lên thì x nó phải khác không cái đã, đúng không? Đó, mình có cái giả định là x nó phải khác không đó thì mình mới áp dụng được cái cách là tính đó, đúng không? Đó thì trong cái statistics cũng vậy, mình phải có cái giả định, và cái giả định hồi nãy lúc mà Thiên nói là cái Pearson correlation thì cái data nó phải là theo cái normal distribution đó. Nhưng mà mọi người nhìn thấy trong đây là rõ ràng cái số 2 nó không theo cái normal distribution đó, đó. Nó cái số 2 nó giống như là một cái đường parabol gì đó, nó là y bằng ax bình phương đó mọi người, đó ha, thì nó không có theo cái distribution tí nào ha, nhớ ha. Đó, bởi vậy là mọi người ở đây mình phải luôn luôn nhớ là để mà phải coi data trước. Lý do đó, đó là lý do tại sao tụi tôi có cái bài dạy vẽ basic trước. Vẽ không đẹp không sao hết, nhưng mà ít nhất phải vẽ ra để thấy cái data ha. Còn cái việc mà vẽ đẹp, tuần sau mình học vẽ đẹp, ok không ha. Đó rồi, thì mời Thiên tiếp tục. Dạ, dạ em cảm ơn thầy. Dạ rồi, em cảm ơn thầy. Phần tiếp theo thì qua cái phần thứ hai là em sẽ giới thiệu mọi người về cái data distribution, tức là cái phân bố của cái data của mình. Thì trong nghiên cứu nãy như thầy nói đó là mình ban đầu trước khi mình thực hiện cái kiểm định hoặc là mình thực hiện các cái phân tích đó, thì mình phải xem là cái data của mình nó có đạt cái phân bố như yêu cầu của mình không, tức là thầy hay dùng từ là make assumption, tức là giả định là cái data của mình nó là normal distribution. Thì ở trong nghiên cứu thì thường em á, như mọi người, một bình thường các nhà nghiên cứu thì em không có rành lắm, nhưng mà em thì em thường gặp là cái loại là normal distribution này. Nó gần normal chứ nó không normal, nó gần normal distribution. Rồi nó binomial, tức là nó có hai đỉnh, mình còn gọi là bimodal. Và cái skew normal, tức là nó gần model, nó gần cái normal distribution nhưng mà nó hơi nghiêng về bên phải hoặc là hơi nghiêng về bên trái. Thì trong khi phân tích đó, một số cái phương pháp kiểm định đó, mình sẽ yêu cầu là mình sẽ giả định ban đầu là nó phải đạt cái normal distribution trước thì mình mới thực hiện cái kiểm định đó. Rồi vậy thì trong cái nghiên cứu, trong cái phân tích kiểm định đó, thì mình sẽ có hai cái loại kiểm định, đó là
parametric và non parametric, tức là phi tham số, parametric là tham số và phi tham số. Thì nói như vậy thì khó hiểu, nhưng mà nói chung á là khi mà mình cái data của mình á đạt được cái normal distribution này, hoặc là ít nhất là nó có thể chuyển về được cái dạng normal distribution bằng các phương pháp này ha, thì mình có thể sử dụng cái parametric test. Hoặc nói ngắn gọn dễ hiểu là nếu mà nó normal distribution thì mình sử dụng t-test hoặc ANOVA tùy vào tình huống. Cái mấy cái yêu cầu, nhưng mà từ cái normal distribution thì mình suy ra một số cái. Thứ nhất đây là cái variance, cái variance hồi nãy em có giới thiệu đó, của cái quần thể của mình á, hay của những cái nhóm mà mình đang phân biệt á, thì nó phải là như nhau. Rồi cái hai những cái biến mà mình đang phân tích đó thì nó phải independent, nó phải độc lập với nhau, nó không có giống như là mình lấy mẫu ví dụ của mình đo chiều cao của đàn ông mà mình lấy hai người đàn ông trong cùng một gia đình thì nó đã gọi là dependent này, nó có liên quan với nhau rồi, nó không có độc lập nữa. Rồi cái thứ ba là cái biến mà dependent của mình là tức là cái biến y của mình á, thì nó phải thuộc cái dạng liên tục, hoặc là ít nhất là nó dạng ordinal. Thì ordinal như hồi nãy em nói, nó là cái dạng phân nhớ biến phân loại nhưng mà nó theo cấp bậc, ví dụ như là tệ nè, tệ nhất, tệ, bình thường, tốt và tốt nhất, thì đó là năm cấp bậc nhưng mà phân nhóm. Thì nếu mà mình sử dụng trong thống kê thì mình có thể chuyển cái năm cái bậc đó thành nó là cái xu hướng là 1, 2, 3, 4, 5, thì mình có thể phân tích được bằng cái parametric test. Rồi vậy thì làm sao á, chị Minh Cục mới hỏi là làm sao mà mình biết được cái data của mình là nó có phân phối chuẩn hay không, nó có normal distribution hay không. Thì một số phương, có rất là nhiều phương pháp như cái link em để dưới này ha, nhưng mà một số phương pháp mà mình thường dùng á, là mình nếu mà để nhìn để biết á, thì mình có thể sử dụng cái histogram hoặc là cái QQ plot. Còn nếu mà dùng cái thống kê á, thì mình dùng cái Shapiro Q-test hoặc là cái Komogoro Smirnov test. Thì khi mà sử dụng hai cái thống kê này á, mình sẽ giả thuyết là cái data của mình nó khác biệt với cái data mà nó normal distribution. Thì bây giờ em sẽ đi để mọi người dễ hiểu là minh họa nè. Bây giờ em sẽ lấy cái biến của cái data trong cánh cục đó là cái body mass, cái cân nặng ha. Thì em vẽ cái histogram cộng với cái density plot luôn. Thì mọi người thấy là hồi nãy cái normal distribution của mình á là nó sẽ có dạng là đều hai bên, ở giữa thì nó cao, hai bên thì nó sắp thấp xuống dần và nó đều. Và nó có cái giống như cái hình chuông vậy. Còn đối với cái data này của em nè là nó bị nghiêng qua bên trái nè, thì nó không phải là normal distribution nữa rồi. Còn đối với QQ plot thì mình sẽ có một cái đường giả định, tức là cái biến x á là cái giả định của mình, còn cái biến y á là cái thực tế mà mình thu vào, thì mình sẽ giả định để cái đường này nó đi thẳng như vậy. Nếu mà tất cả các cái mẫu của mình á mà nó nằm gọn, nằm fit vô trong cái đường thẳng này á, thì cái data của mình nó gần như là nó normal distribution, nó gần như là không có chuẩn. Như là cái body mass của chim cánh cụt ở đây là nó nằm rời ra ngoài rất là nhiều này ha, thì nó không phải là normal distribution. Rồi thì còn hai cái test thì nãy em nói là mình giả định là cái nếu mà cái p value của cái test á nó nhỏ hơn 0.05 thì lúc đó mình bác bỏ cái giả thuyết là giả thuyết H0. Giả thuyết H0 là cái data của mình nó không có khác biệt với cái normal distribution. Thì nếu mà nhỏ hơn 0.05 thì mình bỏ cái đó đi, thì tức là nó đã có khác biệt rồi, thì tức là cái data của mình nó không có normal distribution. Nói một cách dễ hiểu là mọi người cứ nhìn cái p value này mà nó lớn hơn 0.05 á thì cái data của mình mới normal distribution. Nên dạ. Rồi vậy thì kết luận là cái data, cái biến body mass của chim cánh cụt này của em là nó đâu có normal distribution đâu. Vậy thì bây giờ em sẽ đi mô phỏng một cái data nó sẽ giống với cái data cái biến là body mass nhưng mà nó sẽ có cái phân phối chuẩn. Thì ở đây là em sử dụng cái code này của em. Thì nếu mà theo cái cách của thầy á, hồi đó thầy có từng dạy á, thì mình sẽ dựa vào cái probability theo cái thuyết là Bayesian. Nhưng mà cái đó hơi pro cho nên em không làm được, em làm cái này nó hơi nhìn hơi khờ. Thì cơ bản là em sẽ cho cái p value của cái test, hai cái test này á, điều kiện là nó phải bằng 0.8 trở lên thì em mới thu nhận cái data đó. Trong này
thì nó mới phá bỏ cái while loop này. Thì ở trong cái while loop đó thì em sử dụng cái hàm là rnum để mình mô phỏng vào cái data. Cái số cái biến này là cái biến số lượng của cái mẫu của mình. Còn cái mean là cái mean cái trung bình dựa theo cái trung bình của cái body mass đây. Còn cái SD cũng dựa theo cái SD của body mass ở đây. Rồi, nhưng mà đặc biệt là em sẽ làm nó theo khi mà em phân nhóm nó ra theo cả giới tính và cả cái loại chim bít cục luôn. Thì ở đây là tức là mình sẽ phân ra làm 6 nhóm đó, thì tất cả 6 nhóm nó phải normal distribution thì em mới thu nhận cái data mô phỏng này. Và một cái đặc biệt là nếu mà 6 cái data này nó là normal distribution thì nó khi kết hợp lại với nhau thì nó cũng sẽ cho ra một cái data cuối là nó là normal distribution luôn. Cái for loop, cái while loop của em thì chạy tới 21.000 vòng để mô phỏng được một cái data nên là nhìn nó hơi khờ. Yeah. Thì khi mà ra được cái data thì em mới so sánh với cái data thiệt, cái cân nặng thật của chim bính cục. Thì mọi người thấy ban đầu là nó bị nghiêng về bên bên trái này, mình gọi là left skew. Còn bây giờ nó đã có cái phân phối của nó gần chuẩn rồi nè. Là đương nhiên là nó không thể nào là chuẩn 100% được, nó chỉ gần chuẩn thôi. Thì lúc này mình gọi nó là symmetric. Rồi còn cái QQ plot thì mình thấy cái data cũ mình này mấy cái điểm này nó không có fit vô ha. Nhưng mà cái điểm bên cái mô phỏng á, cái data mô phỏng nó đã bắt đầu nó nằm gọn hơn như trong cái đường này. Thì cũng tương tự như là em nói là nó không có chắc không phải 100% được normal distribution, nó chỉ gần thôi. Còn cái test thì ở đây mọi người thấy là em test trên nguyên cái chuỗi body mass và nguyên cái chuỗi là simulated body mass luôn, chứ không có tách ra những cái nhóm như ban đầu. Thì khi mà test riêng của nguyên cái cụm đó, nguyên cái population đó, nguyên cái quần thể thì cái cân nặng thật đó, nó không có thỏa mãn điều kiện là lớn hơn 0.05 của em nè. Còn bên đây là nó đã lớn hơn 0.05 thì tức là nó đã gần bằng, nó gần normal distribution rồi. Ở đây là cái plot mà em vẽ tách riêng ra từng theo từng nhóm, tức là theo nhóm giới tính và theo cả nhóm loài nữa. Thì mọi người thấy là khi tách riêng ra thành 6 cụm data nhỏ thì tất cả nó đều có cái phân phối của nó gần như là chuẩn ha. Rồi cái QQ plot cũng vậy, nó gần như là nó fit vào cái đường này. Rồi, cái thống kê nữa, cái thống kê khi mà tách nhỏ ra thì nó cũng là đều là gần như là bằng 1 nè. Tại vì nãy em cho điều kiện là 0.8 là nên là nó phải gần bằng 1 rồi. Dạ. Rồi bây giờ chim kính cục mới hỏi là bây giờ mình lấy cái body mass và mô phỏng này á, mình đi so sánh với cái giới tính của chim kính cục thì liệu là hai cái giới tính khác nhau á, thì nó có cái cân nặng khác nhau không? Cân nặng và mô phỏng khác nhau không? Thì ở đây mọi người thấy cơ bản là mình nhìn vô là mình thấy là nó không có sự khác biệt nha. Nhưng mà bây giờ mình thử đi làm thống kê đó coi. Do là ở đây á, cái biến gender, cái biến sex này nó là hai nhóm, thì lúc đó mình sẽ sử dụng cái t-test. Ở đây là bảng em thống kê lại, summary lại thôi, chứ cái phần là mình khi nào thì mình dùng cái test nào. Thì đối với parametric test đó, mình có là Pearson như nãy em nói nè, rồi t-test nè, rồi ANOVA nè. Còn đối với non-parametric test thì tùy vào trường hợp mình sẽ có cái Spearman, rồi Wilcoxon, Kruskal-Wallis và cái Q-square. Rồi bây giờ là mình đi so sánh. Hồi nãy là mình có một cái biến là Simulated Body Mass và cái giới tính. Giới tính thì hai biến cho nên là mình sẽ dùng cái Independent T-test ha. Rồi vậy thì T-test là gì? Nhắc lại là T-test là một cái phương pháp kiểm định mà nó phải thỏa, nó là parametric cho nên là nó phải thỏa điều kiện là cái data của mình là normal distribution. Thì để so sánh hai cái nhóm, hai cái loại á, hai cái giới tính trong một cái nhóm, rồi trong một cái quần thể, thì khi trong cái t-test này nó sẽ có công thức, nó tính ra cái t-value cho mình. Thứ nhất là nó phải thỏa điều kiện của normal distribution nè. Xong rồi nó tính ra được cái t-value, thì cái t-value đó do là nó tính từ cái normal distribution mà, thì nó cũng sẽ ra một cái phân phối, cái distribution mà nó gần giống với cái normal này, nhưng mình gọi cái đó là, người ta gọi cái đó là t-distribution. Thì nó sẽ khác anh một số điểm như là cái mật độ ở cái điểm mean, median đó, thì nó sẽ khác nè. Rồi hai cái SD nó cũng sẽ lớn hơn nè. Dạ. Cái cách mà nó so sánh đó là nó sẽ tính giá trị chung, nó sẽ
tính giá trị trung bình của nhóm female và nhóm male, rồi nó trừ cho nhau. Nếu giá trị trung bình của hai nhóm này sự khác biệt á, là trừ hai cái mean này cho nhau mà nó ra giá trị là không á, thì tức là hai cái biến này, hai cái nhóm này nó không có khác biệt nhau về cái body mass, cái simulated body mass, thì lúc đó là mình khẳng định là cái body mass nó không có khác biệt giữa hai nhóm giới tính của chim kết cục, cơ bản là vậy. Còn nếu mà nó trừ ra mà nó lớn hơn không thì tức là nó có sự khác biệt. Còn trừ lớn hay trừ ra lớn hay nhỏ thì nó còn phụ thuộc vào cái mean, thì mình sẽ dựa vào cái p-value hơn là cái mean đó. Thì ở đây là syntax ở trong R mình sử dụng. Rồi thì mình có thể làm một biến x và biến y ở đây. Thì ở đây em sử dụng cái data simulated body mass của chim kích cục nè. Rồi em phân ra là nếu mà cái giới tính là con trống thì em lấy ra là một cái vector khác. Nếu mà là mái thì em lấy ra một cái vector khác. Rồi em mới thực hiện cái t-test. Thì nạp biến x và biến y vào như ở đây. Thì nó mình khi mình call cái object ra thì nó sẽ ra cái này cho mình. Ở đây mọi người thấy là cái có kết quả là cái t quá lưu nè, là cái giá trị t mà nãy em nói là nó sẽ phân phối theo cái phân phối chuẩn đó. Cái độ tự do, degree of freedom, rồi cái p-value của mình. Ở đây mọi người thấy là nãy mình nhìn hình là mình cũng biết là nó không có khác biệt rồi phải không? Thì giờ nó cái p-value là 0.9 nè, là nó đã lớn hơn 0.05 rất là nhiều rồi, cho nên là nó không có khác biệt. Ở đây thì nó còn đưa ra cho mình cái giá trị trung bình giữa hai nhóm nè. Mọi người thấy là đều là 4.200, khoảng 4.200 như nhau hết, thì nó đâu có khác biệt đâu. Rồi, hoặc là mình có thấy từ cái object đó mình không có call nguyên cái, gọi nguyên cái phần này ra, mà mình chỉ cần cái p-value thôi để mình nạp vô cái một cái bảng của nào đó của mình chẳng hạn, thì mình có thể dùng cái dollar p-value hoặc là dollar statistic để mình gọi cái t-value ra. Còn cái estimate này là gọi hai cái giá trị mean ra. Ngoài ra thì mình còn có cái cách khác để mình thực hiện t-test, cũng là cái function đó nhưng mà mình sẽ sử dụng gọi là formula mà không phải là nạp biến x biến y. Thì ở đây thay vì phải nạp x y là hai nhóm đực trống và mái như nãy á, thì em đi trực tiếp bằng cái data của em luôn, em không tách ra, em lấy trực tiếp cái simulated body mass rồi em so với cái giới tính này, thì nó cũng ra cái giá trị là 0.9 như là p-value 0.9 như hồi nãy ha. Rồi cái này cái t-value này hồi nãy là âm đúng không, là âm, nhưng mà bây giờ nó là dương tại vì nó chỉ là ngược cái nhóm lại với nhau thôi. Hồi nãy là mình so x với y, này là female với male, thì nó chỉ khác biệt là mình đổi lại là ví dụ như đây là male còn đây là female thì nó sẽ thành cái t-value này nó thành dương thôi. Ở đây em so sánh cái object, hai cái object mà từ hai cái dạng function đưa ra thì nó cũng giống, tất cả nó đều giống nhau nè, cái kết quả nó đều đưa ra giống nhau ha. Mình cũng con được mấy cái p-value, cái t-value rồi cái mean ra nè, bình thường. Rồi bây giờ em quay lại với cái data. Mọi người thấy ở đây là cái có cái pair là nó bằng false đúng không? Thì bây giờ cái pair này nó khi mà mình cho nó bằng true thì nó sẽ thực hiện cái gì? Bây giờ mình trước khi mình qua cái đó thì mình sẽ quay lại cái data my true. Thì bây giờ cái data này nãy em có nói rồi đó, là nó sẽ gồm ba biến là ID trước khi cái loại cái con chuột á, cái mẫu của con chuột thứ mấy á, rồi before là trước khi treatment, trước khi chích cái gì đó vào, after là sau đó. Thì bây giờ em sẽ thực hiện cho cái lệnh cho cái function này, cái pair nó bằng false, thì nó sẽ cho ra em ra kết quả của hai của con chuột trước và sau khi treatment ha, thì nó ra cái giá trị là p-value là rất là nhỏ ha, rồi gần như bằng không. Còn khi mà em cho pair này bằng true á, thì nó sẽ cho ra một kết quả nó lớn hơn tí xíu nhưng mà nó cũng nhỏ hơn 0.05 rất là nhiều. Thì cái pair này á, tức là nó cho, chắc mấy bạn mới thì có thể chưa biết, cái pair này nó có nghĩa là mình sẽ so sánh cái một mẫu giữa một người trước hoặc sau một cái sự kiện gì đó, trước và sau một cái sự kiện gì đó, giống như con chuột ở đây, con chuột thứ nhất trước khi mà tiêm á, thì nó nặng 187 gram, nhưng mà sau khi mà treatment, sau khi tiêm gì đó thì nó sẽ nặng là tới 400 gram lận. Thì cái pair này tức là một một cái cá thể nhưng mà trước hoặc sau một cái sự kiện gì đó.
Thì ở đây mọi người thấy nè, ở đây em có minh họa một cái plot, box plot. Thì trước khi mà treatment thì nó cái giá trị cân nặng nó rất là thấp ha, nhưng mà khi cái điểm này, điểm trình cùng để nói qua bên đây thì cũng là cái mẫu đó, nhưng mà sau khi treatment á thì nó tăng lên đó, thì mọi người thấy là nó sẽ như vậy. Trường hợp mà mình nó là pair, cái data của mình là pairwise mà mình cho nó là không có pair luôn thì nó vẫn được, thì nó vẫn cho ra cái p value luôn, nó khá là tốt nè, rất là tốt nè. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà con chuột này nó không có pair mà mình cho nó pair thì nó là sai nha. Dạ yeah. Rồi bây giờ vậy là mình xong cái, mình thấy được là cái hai cái giới tính của chim cánh cụt nó sẽ không có khác biệt về cân nặng, cân nặng mô phỏng. Vậy thì ba cái loài khác nhau thì nó có khác biệt về cân nặng mô phỏng hay không? Thì như cái bản summary hồi nãy em của em thì em sẽ sử dụng cái ANOVA test. Thì ANOVA cũng là một cái phương pháp mà một cái kiểm định cho cái data của mình, nếu mà nó normal distribution, mình nó phải normal distribution thì mới dùng cái ANOVA test cho cái kiểm định. Thì cái này nó sẽ thay vì là hai nhóm như t-test thì nó sẽ cho ba hoặc hơn ba nhóm trong cái dữ liệu của mình. Rồi cái cách mà ANOVA nó hoạt động là nó sẽ so sánh cái giá trị trung bình ở trong, ví dụ như con Adelie E này đi, thì nó sẽ so sánh cái giá trị trung bình của cái nhóm loài Adelie E này với giá trị trung bình của cả ba cái này. Nếu như là cái giá trị trung bình này nó có lớn hơn cái giá trị trung bình của cả ba loài á, thì coi như là thì mình sẽ kết luận là nó có khác biệt. Cơ bản nó cũng giống như t-test vậy thôi, nhưng mà thay vì là so sánh hai cặp thì nó sẽ so sánh là cả cái quần thể luôn. Rồi cái formula ở cái syntax ở trong R của cái ANOVA thì nó sẽ là như thế này, AOV. Rồi cái formula thì nó không có cái biến x biến y như là hồi nãy của mình. Thì của mình cũng cho mình nó cho mình ra được cái F value. Thì thay vì sử dụng công thức T value như T-test thì cái ANOVA nó sẽ sử dụng cái F value, công thức F value. Rồi nó, ở đây là cái P value của mình, cái giá trị P của mình. Thì mình cũng có thể call cái giá trị P và giá trị F, cái giá trị F này ra độc lập như thế này. Rồi nhưng mà bây giờ mình chim cánh cụt nó mới hỏi thêm là nó không khác biệt về cân nặng mô phỏng giữa các loài, nhưng mà bây giờ các loài nó nằm ở các cái đảo khác nhau thì nó có khác cân nặng không? Thì bây giờ mình sẽ sử dụng two-way ANOVA. Thì two-way ANOVA thì nó sẽ cũng gần tương tự như cái kia thôi, nhưng mà hồi nãy mọi người thấy là thay vì cái formula của em là simulated body mass với cái species thì em cộng thêm cái Iceland vào hồi nãy. Thì khi mà cộng cái Iceland vào như thế này á, nó sẽ cho ra mình ra kết quả là cái species so với cái simulated body mass nó khác như thế nào, rồi cái Iceland nó khác như thế nào. Đó thì cả hai mình đều thấy là nó không có khác biệt nè. Mọi người nhìn cái plot bên đây mọi người sẽ thấy là cái trục y nó là cái cân nặng mô phỏng ha, còn cái trục x nó là cái ở ba cái đảo ở Nam Cực, còn cái màu á là nó sẽ theo cái màu của loài. Thì mọi người thấy là loài Adelie với cái Gento ở trên cái đảo Biscoe này thì nó nhìn vô thì nó chênh lệch nha tí xíu, nhưng mà chênh lệch nhỏ quá thì nó đâu có khác biệt đâu đúng không? Hoặc là cái loài Adelie trên với cái loài Chintrap thì nó cũng không khác biệt nè. Đó, thì ở cái quần đảo, ở cái đảo là Thurgesen thì nó cũng chỉ có cái loài là Adelie thôi, nhưng mà nó cũng đâu có khác biệt cân nặng phù phỏng với hai cái loại chị đâu. Đó. Nhưng mà trong cái ANOVA của mình nó sẽ không cho mình biết được cái mean, cái mean difference, tức là cái giá trị khác biệt trung bình của hai nhóm. Thì mình có thể dùng thêm một cái test nữa là cái Turkey test. Mình chỉ cần nạp cái object ANOVA của mình vào trong cái input của cái Turkey thôi. Thì nó sẽ tính ra cho mình cái mean difference của từng cái biến independent đó. Rồi nó còn cho mình thêm cái khoan thai 1/3 nãy nè, rồi cái khoan thai 1/4 và cái khoan thai 3/4 và cái p value. Rồi thì mọi người thấy là từng cặp so với nhau thì nó cũng không có khác biệt.
Vậy thì bây giờ nếu mà cân nặng mô phỏng mà nó không khác biệt, mình muốn cho nó normal distribution để mình làm cho nó đúng cái ý muốn của mình, mà bây giờ cái mô phỏng nó không đúng, thì giờ cái cân nặng thực sự so nó sẽ như thế nào? Thì bây giờ mình thấy là bây giờ mình đang có một biến liên tục và một cái biến là phân nhóm hai hai giới tính. Theo các bạn thống kê, theo các bạn summary hồi nãy thì mình sẽ sử dụng cái Weil Cobson, thì do là cái body mass real này nó thật này nó không có normal distribution, cho nên là mình sẽ sử dụng cái những cái test mà non-parametric. Thì ở đây là cái Weil Cobson, thì Weil Cobson chỉ dùng cho hai nhóm thôi, hai nhóm trong một cái biến nhé, trong một cái chuỗi biến của mình nha, rồi nó sẽ thay thế cho t-test vậy thôi. Thì nó cũng tính gần tương tự cho cái t-test, gần tương tự như cái t-test, là lấy giá trị trung bình để so sánh. Và trong trường hợp này á, thì do là khi mà mình giả thuyết đúng á, thì cái normal distribution á, thì cái t-test và cái ANOVA nó sẽ rất là mạnh, mạnh hơn cả những cái phương pháp non-parametric này. Nhưng mà khi mà data của mình không phải là normal distribution á, thì cái Weil Cobson và cái những cái phương pháp non-parametric khác á, nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ tốt hơn. Rồi cái syntax ở trong R thì nó cũng giống như cái t-test thôi, nó cũng có thể mình nạp formula hoặc là mình nạp cái y hoặc là x vào. Rồi, thì ở đây thì tổng kết thì nó cũng chỉ có như vậy thôi. Em cũng tách ra làm hai rồi em thử với cái cách một là cách một như này, cách một là nạp từng ít từng y vào thì nó cũng cho ra là kết quả gần bằng không. Rồi cái nếu mà làm formula thì nó cũng gần bằng không, thì cũng tương tự vậy thôi. Rồi mình call cái p-value và cái giá trị w ra, thì thay vì cái giá trị t giống như t-test thì nó sẽ là giá trị w. Rồi nhưng mà còn một cái đặc biệt là hồi nãy t-test là mình có pairwise analysis đúng không, thì cái Weil Cobson này mình cũng có thể sử dụng làm pairwise. Khi mà mình làm á, nếu mà không có pair mình gọi là Weil Cobson run sum test, tức là xếp hạng và tính tổng. Cái này chắc em không đi chi tiết tại vì không không có đủ thời lượng. Với còn mình còn gọi cái đó là Mann-Whitney U test. Còn nếu mà mình gọi là pair như mấy con chuột hồi nãy đó, thì mình gọi nó là Weil Cobson mà tính theo chiều của dấu, tính cộng trừ luôn đó, rồi thêm cái xếp hạng nữa. Thì mọi người nhớ đơn giản là nếu mà pair thì mình tính là có dấu, còn không pair thì tính là tính tổng. Thì mọi người thấy là khi mà khác biệt về cái pair là bằng false và cái pair này bằng true á, thì cái p-value đưa ra nó rất là khác biệt nhau ha. Rồi rồi vậy còn nếu mà mình so cái đó với cái real mass của mình với cái species, cái ba cái loại thì sao, thì lúc đó là mình có ba cái dữ liệu của mình, cái biến species nó tới ba ba loại lận, thì mình sử dụng cái Kruskal Wallis test, nó cũng như là cái ANOVA nhưng mà nó cho non parametric, nó cho cái distribution không có normal. Rồi cái syntax ở trong R thì nó cũng tương tự như là cái ANOVA thôi. Ở đây mình có thể subset một cái data riêng ra chứ mình không cần phải dùng full data của mình nè. Rồi cái NA action này á, tức là lúc nào nó cũng sẽ bằng true, nó bằng cái NA remove hết, tức là nó sẽ không có lấy giá trị NA cũng để nó tính. Thì dựa theo cái syntax đó thì em lấy ra là em tính dựa trên cái real mass với cái loại á, thì mình ra cái giá trị phi là nhỏ hơn, nói chung là nhìn nó là mọi người biết là nó gần như bằng không rồi, thì nó rất là nhỏ, nó còn cho mình cái giá trị chi square nữa. Mình có thể call ra như là từ cái object giống như cái kia, cái ANOVA thôi. Rồi tuy nhiên á, là hồi nãy là mình có cái thơ cây để mình tính cái mean difference giữa các nhóm, thì trong Kruskal Wallis thì nó cũng không có tính được cái đó, nhưng mà mình có thể dùng được cái pairwise Weil test để mình tính cái p-value thôi, chứ mình cũng không tính được cái mean difference nữa. Thì mọi người thấy là so sánh giữa cái hai các cái nhóm với nhau nè. Bây giờ em so, người nói là cái loài là Gento với hai cái loài còn lại là nó khác biệt, thì mọi người nhìn hình là đúng là nó có khác biệt, nhìn cái là biết liền ha. Còn cái loài là Chinchard nó không có khác biệt với cái loài Adelie là đây, mọi người nhìn vô là mọi người biết này,
cái gạch này á, tại vì nó bị trùng hai nó làm cái bảng, cho nên nó phải trùng một cái chuyên chat với nhau. Vậy rồi, vậy rồi bây giờ Diêm Kính Cục nó không muốn so mấy cái đó nữa, nó nói đau đầu quá, nó bây giờ nó muốn so là bây giờ ở những cái đảo khác nhau mà nó liệu là ở cái đảo khác nhau thì cái loài nó có phân bố khác nhau không? Thì bây giờ mình làm sao? Bây giờ mọi người nhìn là cái Iceland với cái species nó đều là cái biến phân loại hết, biến phân loại. Mọi người nhìn là nhìn cái mình chỉ nhìn là biết được số lượng thôi đúng không? Ở đây mình gọi là bar plot, còn bên đây mình gọi là mosaic plot. Thì cái mosaic nó là một cái dạng dạng như là 3D, không phải 3D, nó hai chiều cho cái bar plot thôi. Thay vì là nó đếm số lượng thì bây giờ nó sẽ dùng hai chiều đó để mình tổng hợp lên những cái hình như thế này. Thì mọi người nhìn vô là cái con Thorgerson đó là nó có số lượng rất ở cái đảo là Thorgerson đó là nó có số lượng rất là nhiều. Cái loài là Adelia. Ở đây em plot đơn giản nên là nó bị trùng hai con chim giáp với con này. Và ở đây là mọi người thấy nè, con Adelia ở đảo Thorgerson thì nó đúng rồi, nó chỉ có mình nên nó thôi, nên là nó số lượng nó chiếm rất là nhiều ha. Em quên. Rồi, vậy thì nếu mà so sánh để mà thống kê để mà kiểm định đó, thì mình sẽ hai nhóm biến phân loại á, thì mình sẽ dùng cái T-square. Cái syntax là như thế này. Thì cơ bản là mình sẽ nạp biến x và biến y vào. Tuy nhiên á, là nó hơi rắc rối tại vì mình phải tắt cái data của mình ra, giống như hồi nãy em làm pairwise đó thì mình phải tắt ra đó, thì nó hơi rối, nên là em sẽ dùng trực tiếp table. Thì nó sẽ đếm cái số lượng cho mình rồi nó thống kê thành một cái bảng như thế này, là bao nhiêu con loài nào nó sống ở cái đảo nào, rồi mình làm lấy cái bảng nó làm input cho cái T-square luôn, thì nó sẽ ra, nó cũng ra được kết quả. Ở đây mình thấy là có sự khác biệt giữa cái những cái loài á, mà sống ở những cái đảo khác nhau thì nó có khác biệt nè. Hoặc là mình có thể dùng cái lệnh là summary nguyên cái table nãy này của mình nè, thì nó cũng ra được cái kết quả T-square cho mình. Người thấy là hai cái nó không có gì khác biệt nhau ha. Dạ rồi, cái phần nói về thống kê và data distribution của em là hết. Xong cái phần đó, không biết mọi anh chị có hỏi gì không ạ? Hơi bị dài mọi người ha, rất khó. Nên thì nó dồn vô chung, cái này là mình học cả năm luôn mọi người. Hay mà chỉ dồn vô chung có 30 phút thôi, hơi khó. Rồi, có anh chị em nào hỏi gì không mọi người? Dạ, cho em hỏi là mình có cái non parametric set cho ANOVA với lại ANOVA two way không? Dạ, thì cái đối với cái ANOVA one way thì mình có cái crucial quality test, còn cái ANOVA two way thì mình cũng có cái phương pháp để thay thế, cái phương pháp non parametric để thay thế, nhưng mà ở đây em không có giới thiệu tại vì nó hơi phức tạp, nó hơi quằn nên là em không có giới thiệu, và thực ra là nó có. Dạ, với lại cho em xem lại cái slide mà anh coi phân phối chuẩn của một cái bảng số liệu. Cái này đúng không bạn? Dạ, cái slide mà thông số mà anh xài Shapiro-Wheel test ấy. Anh dùng cái lệnh là, anh cho em xem cái slide trước anh. Dạ, anh xài cái lệnh Shapiro test này á, thì nó sẽ cho ra cái nó gọi là gì ta, cái p-value với lại cái khoảng mắc bỏ á. Nhưng mà em xài cái library pastec á, xài lệnh stat_dep thì nó sẽ cho ra nhiều hơn những cái thông số này. Vậy thì liệu hai cái thông số này là có đủ không? Tại vì thông số bên em á, nó còn cho ra thêm mấy cái thông số khác, ví dụ như là kurtosis, skillnet với lại standard error của kurtosis và standard error của skillnet. Mấy cái đó thì thường thì tụi nó trị tuyệt đối của nó sẽ phải bé hơn hoặc bằng bé hơn 2 đối với hai cái loại standard error, còn hai cái kia thì phải bé hơn hoặc bằng 2. Thì liệu bốn cái thông số đó nó có cần thiết cho cái chuyện mà xét phân phối chuẩn không? Tại vì nhiều khi á p value nó nhỏ nhưng mà kurtosis nó lại vượt quá cái ngưỡng 2. Hoặc là vượt quá
À, cảm ơn bạn. Thì thực ra đây là mình chỉ giới thiệu cơ bản về cái cách những cái thống hai cái thống kê này để mình làm coi cái data của mình nó có normal distribution hay không thôi. Nhưng mà thực ra thì thực tế theo thầy luôn, theo thầy lại là cái phi bá lương này nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi, chứ nó cũng không khẳng định mà 100% khẳng định được nữa. Cái những cái thông số của bạn vừa nói là mình nên ưu tiên, mình thấy là mình nên ưu tiên những cái thông số đó hơn, tại vì có thể là như là cái data mô phỏng hồi nãy mình làm đó, thì bạn thấy là cái p value của nó là lớn hơn, nó gần bằng 1, nhưng mà thực tế mình đi tính đó, thì nó đâu có ra cái kết quả được tốt đâu, đúng không? Nên nhất là cái skewness thì mình nên ưu tiên cái đó, là những cái bốn cái đó là nó sẽ quan trọng. Nói là quan trọng hơn thì cũng không chắc, nhưng mà nó sẽ là không không thể bỏ qua được với cái đó. Alo. Dạ alo. Anh có ý kiến thêm một chút xíu cái chỗ mà kiểm tra cái phân phối chuẩn á. Thì thực ra thì mình kiểm phân phối chuẩn thì nó sẽ có nhiều phương pháp. Cái thứ nhất thì những cái mà Thiên có giới thiệu thì là những phương pháp mà mình thường dùng đó, hoặc là mình sẽ visualize, mình quan sát cái đồ thị hình chuông trên cái histogram. Và cách thứ hai là mình dùng cái phép kiểm định. Nhưng mà ngoài ra mình cũng có thể check cái skewness với cái kurtosis cũng được. Thì những cái đó đều gom lại để giúp mình check cái phân phối chuẩn. Nhưng mà có một cái vấn đề á, là những cái test thống kê á, giống như là cái test hồi nãy Thiên giới thiệu đó, thì người ta nói là nó bị quá nhạy. Tức là đôi khi chỉ có một xíu là nó không có chuẩn thôi thì nó cũng detect luôn. Thì về thực tế thì người ta ít khi người ta áp dụng cái test đó. Chứ có một cái điểm nữa là khi mình dùng những cái này nó có một cái quy luật là central theorem. Nghĩa là nếu mà mình có cái cỡ mẫu lớn á, thì mình cũng có thể mặc định xem cái biến liên tục đó là có phân phối chuẩn và có thể áp dụng những cái test parametric luôn mà có thể bỏ qua cái bước kiểm cái phân phối chuẩn của nó. Thường cỡ mẫu lớn là nó cũng không có một số cụ thể, nhưng mà thường là trên 100 thì có thể xem 100 ở mỗi cái nhóm mà mình so sánh á, thì mình có thể xem nó là phân phối chuẩn luôn và áp dụng chẳng hạn như là t-test luôn cũng được. Bổ sung thêm vậy thôi ạ. Dạ, em dạ em cảm ơn anh Phú. Dạ, biết mọi người còn câu hỏi hay thắc mắc chỗ nào không ạ? Hay có góp ý cho em cũng được. Rồi, cảm ơn bác sĩ Phú nhiều. Giờ mình làm bài tập ha, cứ gọi mời bạn vào Lê làm câu số 1 ha. Bạn bạn Lê Quang làm câu số 2, bạn Quyền làm câu số 3. Dạ, hãy đợi em xíu. Ok, rồi ai nhận câu nào thì làm câu đó đi mọi người ha. Dạ, cái câu đầu tiên là mình để test cái coi nó có số liệu chuẩn không, thì em tính vẽ nó ra cái biểu đồ. Là ở đây em có đánh đó. Thì ở đây là về cái chiều dài của cái đài hoa thì nó không có phân phối chuẩn, thì nó tại vì em thấy cái dữ liệu nó nghiêng về phía bên trái nhiều hơn. Còn về độ dày của cái đài hoa thì em thấy là dữ liệu phân phối chuẩn thì nó giống như cái hình mà của bạn Thiên để giới thiệu. Còn về cái cái pencil hồi nãy là cái gì ta? Cái pencil là cái lá hoa dọc. Ok, cảm ơn. Ok,
cái venture, cái độ dài của lá ha, thì em xét thấy nó là không phải là độ phân phối chuẩn như cái hình của bạn Hiên đã nói trước đó. Và cuối cùng là độ dày của cái lá hoa thì nó cũng không phải là độ phân phối chuẩn. Dạ, em kết thúc câu 1 của mình ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, câu số 2 đi em. Câu số 2 em xem màn hình đi em. Lê Quang, em xem màn hình đi em. Ok, Lê Quang không biết làm rồi. Có ai làm được không? Giúp Lê Quang đi. Vào em làm được không? Vào, sẵn dịp em làm luôn đi. Nếu mà em làm được. Dạ, để em thử. Ừ. Bây giờ em lấy cái cột spiral lan ra đi ha. Simple lan ra, em lấy cột đó ra. Rồi em lấy cột spacy ra. Đó. Bây giờ ở trong đây thì mình có bao nhiêu. Em thử table cái spacy đi. Cái spacy ra, table ra đi. Rồi nó có bao nhiêu em. Dạ có 3 loại mà mỗi loại có 50. Rồi. Mà bây giờ em thử coi là mỗi loại cái distribution của cái sample này. Và cái distribution của nó có normal distribution thôi. Để em kết luận sao. Nó có normal distribution không em? Sample lan em vẽ cái histogram cho cái sample lan mà cái sample lan theo cái species á. Tại vì giờ mình check là mình phải check mỗi cái species đúng không, chứ đâu phải mình check cả. Ủa, đâu phải mình check cái sample lan không, mà phải check sample lan theo species á. Sample lan theo species. Không biết. Dạ em chưa hiểu lắm nè. Rồi vậy có ai làm được không? Vào cũng chưa có hiểu nữa mọi người. Có ai giúp vào không? Thôi vậy Thiên em làm luôn đi Thiên ha. Dạ. Rồi thì alo. Dạ thì bây giờ mình đầu tiên là mình phải coi là cái đề là quên cái đề.
Tính cái sample length trên cái species thì bây giờ mình có để map cái data vào. Bây giờ mình có ba cái nhóm loài species. Bây giờ mình sẽ tính cái mình coi coi là nó có phải chuẩn hay không thì mình mới đi sử dụng những cái test. Bây giờ em sẽ vẽ cái bằng cái này sample. Đây thì hơi khó nhìn, mọi người thấy là nhìn cơ bản, thì tắt cái này em làm lại. Đây, dạ đây là mọi người thấy là cái data của cái ba cái loài này mà phân phối theo cái simple length á, thì nó cái thứ nhất là nó cái này thì nó hơi scale về bên bên trái, em hơi scale về bên trái, cái này scale về bên trái luôn, còn cái này nó xuất hiện là bi model, tức là hồi nãy trong cái data, trong cái phần distribution thì có nói là nó có hai cái đỉnh thì nó là mình gọi là bi model, thì tức là cả ba cái này nó đều không có thỏa được cái normal distribution cho mình, thì vì vậy là mình sẽ đi tính những cái test là non parametric. Vậy thì cái non parametric bây giờ cái species của mình là ba nhóm thì mình sẽ dùng cái crystal valid. Mình sẽ dùng là cái sample land. Đây thì mọi người thấy là khi mà sử dụng cái crossover valid để test giữa sample land trên ba cái nhóm species này á, thì mình trên ba nhóm loại mình thấy là cái p-value của nó là nhỏ hơn không nhỏ rất là nhỏ, nó gần bằng không, vậy thì mình kết luận là cái ba loại nó sẽ có sự khác biệt về cái độ dài của cái đài hoa, giống như là cái bóc lót hồi nãy mà Đạt có vẽ đó, thì nó mình nhìn theo thì mình thấy em vẽ lại. Người thấy là nó có sự khác biệt của cái sample length theo ba cái loại khác nhau nè. Nhất loại dài nhất là con là cái loại Virginica, loại thấp nhất là Cetusa. Dạ, đi thôi. Dạ rồi, vậy là xong cái class work câu 2. Dạ. Còn câu 3 thì nãy thầy kêu gọi ai vậy, hay là em làm luôn hả? Em làm luôn đi em, làm nốt luôn đi. Dạ. Thì câu hỏi là cái pentol length giữa cái loài Virginica và những cái loài còn lại là nó có khác nhau hay không? Thì species nãy của mình là ba nhóm đi, thì bây giờ mình chỉ còn là hai nhóm thôi, tại vì mình đang quan tâm là Virginica và những loài còn lại. Thì bây giờ em sẽ đi tách nó ra. Thì mình sẽ gọi là species 2. Nếu như là cái species mà nó với con cái Virginica, em giữ nguyên nó là Virginica. Rồi nếu mà nó còn cái sau chứ phải thứ hai, thì nếu mà nó không phải á, tức là phone á, thì nó sẽ là cái loài là em gọi là non Virginica. Để em thay bộ nó ra. Đó, thì bây giờ mình có là 50 cái Virginica và còn lại là 100 mẫu không phải Virginica. Thì hồi nãy mình cũng nói rồi, bây giờ mình phải đi xem lại coi là cái hai cái này nó có normal distribution hay không. Thì em sẽ cái sample species 2.
Ở đây mọi người thấy là cái loại Virginica là theo cái Pentoland thì nó không có normal distribution này, scale nó bị right skew, bị nghiêng về bên phải nhiều hơn, còn nếu mà không phải loại Virginica thì nó còn tệ hơn nữa là nó bimodal luôn. Nên là mình sử dụng cái non parametric test, nhưng mà ở đây mình có hai nhóm thì mình sẽ dùng cái Wilcoxon test. Ở đây mình thấy nè là cái phi vá lưu của nó là nhỏ hơn rất rất là nhỏ, gần như là bằng không luôn, thì chứng tỏ là hai cái giá trị này là có sự khác biệt, tức là giữa loài Virginica và không phải loài Virginica sẽ khác nhau rất là nhiều về cái độ dài của cánh hoa. Bây giờ em sẽ dạy cái box plot cho mọi người coi thử. Đó, mọi người thấy là như hồi nãy cũng như hồi nãy là đẹp có sâu rồi á, là cái Virginica nó có cái độ dài cánh hoa rất là cao, rất là dài hơn so với cái loài hai cái loài còn lại. Dạ, vậy là xong cái class work thứ hai rồi thầy. Dạ, mọi người có hỏi gì không ạ? Rồi, nếu mà không có hỏi gì hết thì làm tiếp tục phần còn lại cuối cùng luôn đi em. Em xem lại cái này nha, có gì lát gỡ cho các bạn. Dạ. Dạ rồi, thì bây giờ chim kết cục đó không muốn kiểm định coi là có sự khác biệt gì đó nữa không, mà nó muốn coi là mối quan hệ giữa cái body mass với cái độ dài cánh. Thì mọi người thấy ở đây là cái phân phối của hai cái này đều là không phải normal distribution nha. Thì còn khi mà mình plot lên cái scatter plot á, thì mình thấy là khi mà cái cân nặng nó càng cao á, thì cái độ dài của cái cánh á, ở cân nặng nó càng nặng á, thì độ dài cánh nó càng dài theo cái hình này ha. Thì hồi nãy ban đầu em có giới thiệu hai cái đại lượng thống kê mô tả là covariance với correlation đó, thì nó có giá trị là rất là lớn, nó correlation nó lên tới 0.87 lần, thì tức là nó đã có mối tương quan rồi ha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ có một cái cách khác để mình coi cái mối tương quan giữa hai cái biến liên tục đó, đó là mình dùng cái linear regression. Thì cái này là một cái phương pháp, một cái kỹ thuật mà máy học mà nó có hướng dẫn, tức là mình sẽ cho nó hiểu được, cho nó biết được là cái biến này với cái biến kia là nó như thế nào với nhau, thì nó sẽ ra một cái mô hình cho mình. Thì từ cái mô hình đó mình có thể đi tính toán những cái dự đoán, gọi là supervised learning, supervised machine learning. Thì nói thì khó hiểu, nhưng mà bây giờ mọi người học cấp 2, cấp 3 thì mọi người đã học qua cái hồi quy tuyến tính rồi, thì cái linear regression chính là cái hồi quy tuyến tính đó. Nó cái công thức đơn giản của nó là y bằng beta 0 cộng với beta 1 nhân x, thì nó sẽ giống với công thức trong cấp 2, cấp 3 mình học đó, là y bằng ax cộng b. Đó là một cái đường tuyến tính nó đi thẳng lên hoặc là đi ngược xuống hoặc là đi ngang ha. Thì cái linear regression này nó sẽ tạo ra cho mình một cái đường, thì nó cho thấy được cái mối quan hệ giữa hai biến là dependent và independent. Hai biến này là sao? Thì giải thích cơ bản là dependent đó là cái biến phụ thuộc, tức là cái biến hay mình còn gọi là response, thì nó là cái biến y nè. Còn cái independent này là cái biến x, thì nó sẽ không có ảnh hưởng khi mà y, cho dù y đi, ví dụ giả sử nha, cho dù y nó có thay đổi thì biến x nó không thay đổi, thì biến x nó gọi là independent và nó không liên quan đến cái biến y. Cái biến y nó sẽ còn, biến y thì nó sẽ phụ thuộc vào cái giá trị của x. Cái beta 0 chỗ này á, mình còn gọi nó là cái slope, hay cái ở cấp 2, cấp 3 mình học đó mình gọi gì tiếng Việt là hệ số gốc. Còn beta 1 này nó là cái hệ số trước biến, tức là cái y bằng ax cộng b, thì cái biến beta 1 này nó chính là cái biến a trong cái phương trình hồi quy mà mình học ở cấp 2, cấp 3. Rồi, ngoài ra thì người ta còn lập thêm, thay vì chỉ có một biến x thôi á, thì người ta còn có thể cộng thêm nhiều cái biến y, nhiều cái biến x khác, từ x1, x2, x3, x4, vân vân. Đó, thì mỗi biến x nó lại có một cái hệ số trước nó, thì nó là beta 1, beta 2, beta 3, vân vân, tới beta n. Ở đây gõ vô dấu cộng. Dạ, thì nó còn cộng thêm một cái error. Cái này quên gọi tiếng Hy Lạp nó là gì rồi. Nên nói chung này, cái này nó là một cái sai số. Dạ. Thì bây giờ làm sao mà người ta lập được cái đường linear đó? Thì khi mà mình có một đống một
rất là nhiều cái điểm dữ liệu đi. Ở đây thì minh họa thôi, mình có nhiều cái điểm dữ liệu phân bố rộng ra. Thì mình có nè, bây giờ mình sẽ lặp đại, mình mô phỏng, mình giả định một cái đường linear regression ha, ở đây simple linear regression thôi. Thì khi đó là tất cả các điểm này do là nhiều điểm mà hai điểm thì thành một đường thẳng, nhưng mà nhiều điểm thì nó đâu thể nào chắc chắn là nằm trên một đường thẳng đâu, cho nên là nó sẽ có một cái khoảng cách nhất định từ cái điểm thực tế đến cái đường thẳng mà mình giả sử đó. Thì cái khoảng cách đó, cái gạch gạch màu đen này đó, mình gọi là cái phần dư. Khi mà cái thì mình sẽ lập được nhiều đường và sẽ có nhiều cái phần dư khác nhau, thì cái mục tiêu mà cái linear regression này nó lập ra cái đường thẳng á, là nó sẽ lấy làm sao mà cái phần dư là ít nhất có thể. Người ta còn gọi cái phương pháp đó, người ta gọi là least square đó. Thì nó sẽ lập ra nhiều đường chẳng hạn, sau đó nó sẽ điều chỉnh lại, tối ưu hóa lại, làm sao cho cái phần dư giữa các cái điểm này nè đến cái đường thẳng đó là nhỏ nhất. Thì lúc đó là cái đường thẳng đó là đường thẳng linear regression cho cái mô hình của mình. Một cái regression khác nữa mình có là hồi quy logistic, là logistic regression đó, là nó cái này, hồi quy logistic này nó chỉ cho cái giá trị là biến cái biến y của mình á, thay vì là một cái biến liên tục đi, thì cái biến như là linear thì cái logistic nó chỉ cho cái biến y là dao động từ chỉ có 0 hoặc là 1, tức là bay nó là cái biến phân nhóm, nó chỉ 0 hoặc 1, có không hoặc là bệnh hoặc không bệnh, bệnh nặng hoặc là bệnh nhẹ, nó chỉ có hai biến vậy thôi. Và khi mà mình lập lên cái logistic regression, do là cái công thức nó khác nhau, cho nên là khi mà mình ra cái mô hình đó, thì cái đường đi, cái đường của nó không phải là đường thẳng nữa, mà nó sẽ là cái đường cong hình chữ S như thế này, và nó chỉ cho mình được giá trị là 1 hoặc 0. Còn cái linear regression đó, thì nó sẽ cho mình giá trị là trực tiếp là dao động từ 1 tới 0 luôn. Nếu mà cái biến của mình là 1 0 1 á, biến liên tục 0 1 á, thì nó sẽ cho mình có thể là nó còn thấp hơn 0 hoặc là cao hơn 1 nữa, chứ nó không chỉ giới hạn trong cái phần này. Cái đường S này nó chỉ đi ở trên số 0 và ở dưới số 1 thôi, nó cũng không chạm được tới số 1, cũng không chạm được tới số 0. Còn cái đường linear thì nó sẽ đi ra hai cái biên giới đó luôn. Thì cơ bản là nó khác biệt như thế. Cái linear thì thường mình sẽ sử dụng cho để dự đoán, còn cái logistic thì cũng vậy, nhưng mà dự đoán theo kiểu là nó phân nhóm thành anh A này bị bệnh thì bệnh cái này là bệnh nặng hay là bệnh nhẹ, còn anh B bị bệnh thì là bệnh nhẹ hay bệnh nặng, kiểu vậy. Còn cái linear này là nó cho mình một con số, là ví dụ như cái số phần trăm đi đó, kiểu vậy. Dạ, cơ bản là vậy. Thì trong R mình có cái syntax của cái linear regression đó là LM. Nếu mà logistic regression thì mình sẽ thêm cái chữ G ở phía trước này, GLM. Rồi ở đây mình chỉ giới thiệu linear thôi. Thì cái formula thì cũng như mấy cái test hồi nãy mình có thể lập đó, là bây giờ em sẽ lấy là cái độ dài cánh nè và cái trọng lượng cơ thể của cái data là DT ha. Em nạp vào cái linear regression này thì nó cho em một cái model. Khi mà em call cái model ra thì nó sẽ cho em thấy là cái intercept. Cái intercept tức là cái hệ số gốc, cái beta 0 hồi nãy đó của trong cái công thức á. Còn cái body mass coefficient này á, tức là cái hệ số trước biến. Ở đây mình đang gọi là cái chiều dài cánh á, nó là y, còn cái chiều dài, còn cái cân nặng nó là x. Thì cái body mass này nó x, cái hệ số trước x trước biến của nó là ở đây. Hoặc là mình có thể dùng cái lệnh summary để summary nguyên cái object này ra, thì nó sẽ cho mình nhiều hơn. Ở đây là mình nó cho mình cái phần dư nè, cái này giá trị của phần dư nha, chứ không phải là giá trị của hai cái biến thực tế của hai biến này, mà là phần dư. Rồi cái coefficient, cái hệ số ở đây như trên này, cái standard error, cái key value. Rồi cái này mới quan trọng là khi mà mình vô nhìn vô cái kết quả summary này ra, thì mình sẽ thường là nhìn vô cái key value trước. Nếu mà ở đây nó có cái dấu sao này á, thể hiện cho cái độ quan trọng của cái biến, tức là significant của cái biến á, thì nó càng nó là 3 số 0 á, thì nó sẽ là cái pi value nó gần như là bằng 0. Còn nó giảm xuống còn 2 3 dấu sao thì cái giá trị pi value là gần như bằng 0. Còn 2 dấu sao á thì cái giá trị nó như thế này. 1 dấu sao thì như thế này. Thì nói chung là nó càng nhiều dấu sao thì nó càng tốt, và tối đa chỉ là 3 dấu sao mà thôi. Dạ. Ngoài ra thì nó còn có thêm cho mình một cái adjusted R square nè.
Này, cái này chính là cái chỉ số correlation hồi nãy mà mình bình phương lên đó, thì nó sẽ ra kết quả như thế này. Thực ra thì trong cái công thức của linear regression đó, thì nó còn cho nó tính cái R square này một bằng một cách khác, nhưng mà khi mà người ta phân tích cái công thức đó ra thì người ta lại vô tình thấy là nó khi mà cái giá trị này nữa căn bậc hai của giá trị này á, thì nó sẽ bằng cái correlation chứ không phải là nó chỉ chứ không phải nó lấy cái correlation để nó bình phương là xong. Và cái R bình phương này á thì nó thứ nhất là nó tính nó gần nó giống như cái R cái correlation, cho nên là nó cho mình biết cái độ tương quan của hai giá trị. Ngoài ra khi mà bình phương lên cùng mình cũng được, rồi mình có thể coi nó là một cái đại số để mình tham để mình giải thích cho cái data, hai cái data này mà cái độ mà nó giải thích cho nhau á là tới 76, gần 76% dạng như vậy ha. Rồi có cái p value này là p value ở đây là p value là của từng biến, tức là của cái hệ số gốc và cái hệ số trước biến, còn cái p value này là p value của cả cái mô đồ này luôn. Thì bây giờ mọi người thấy là em sử dụng cái apply để vẽ thêm lên cái scatter plot đó, thì em sẽ được một cái đường thẳng như thế này. Thì cái đường này chính là cái đường linear regression, thì nó sẽ tính bằng cái công thức này. Cái đường đen màu đỏ này nè, nó sẽ tính bằng cái công thức này. Công thức này em lấy đâu ra? Thì nó chính là từ cái estimate này. Cái đây là cái intercept nè, đây. Còn cái này là hệ số trước biến của cái body mass. Rồi. Vậy rồi bây giờ mình muốn quan sát không chỉ là hai biến mà còn ba biến thì sao? Thì mình sẽ sử dụng cái multiple linear regression. Thì thay vì chỉ có một biến body mass như nãy á, thì mình cộng thêm một cái biến là cái chiều dài mỏ ở đây, thì mình sẽ ra được cái model khác. Thì mình cũng call cái summary từ model này ra, và cái estimate này nó cũng sẽ hơi khác đi so với cái model cái symbol linear regression, tại vì khi đó là khi này là mình đã có cái biến chiều dài mỏ thêm vô á, cho nên là nó sẽ có sự thay đổi để nó phù hợp. Bây giờ thay đổi như thế nào thì mọi người nhìn nè, hồi nãy là không gian hai chiều đúng không, tại vì nó chỉ có hai biến thôi, nó là không gian hai chiều là nó là cái hình 2D thì mình nhìn được như thế này. Còn nếu nó là không gian 3 chiều á, thì nó phải là một cái hình 3D thì mình mới nhìn được. Thì lúc đó khi mà nó đã là hình 3D thì nó sẽ tạo lên một cái mặt phẳng đúng không? Thì cái mặt phẳng đó nó sẽ khác với một cái đường thẳng như nãy, thì đương nhiên cái estimate này nó cũng sẽ khác. Và từ cái estimate này, cái hệ số này thì mình cũng có con ra được cái công thức. Thì hai cái hình 3D này để em cho mọi người coi. Dạ đây. Thì hồi nãy là mình gọi là mình call cái dùng cái biến là body mass nè, cái chiều dài cánh và chiều dài mỏ, thì nó sẽ tạo ra cho mình như thế này. Cái, do là 3D á, mọi người hình dung là do là hình 3 chiều thì ra ra hình 3D, thì 3 chiều á, thì các cái điểm nằm ở trên cái không gian 3 chiều đó nó phải có một cái mặt phẳng để nó chiếu. Đây mọi người thấy là nó chiếu cái phần dư từ cái điểm này nè, nó chiếu cái phần dư vào cái mặt phẳng, thì lúc đó nó mới ra được cái phần dư, dạ, ra được cái phần dư đó, thì nó mới tạo ra được cái mặt phẳng như thế này. Rồi cái phần linear regression của em là hết, bài của em cũng kết thúc ở đây. Không biết mọi người có đặt câu hỏi hay là góp ý gì cho em không ạ? Cảm ơn Thiên. Có ai hỏi gì không mọi người? Rồi không ai hỏi gì hết thì mình làm bài tập Chị đi. cho Có ai em hỏi với thầy ạ. Dạ, cho hỏi em đi. hỏi. Dạ. Hỏi đi đi. Dạ em tại vì hồi nãy em thấy là hình như là nếu mà mình để mình vẽ ra được cái file 3D đó thì mình phải là mình lưu cái file dưới cái format khác và mình cần phải có một cái tool khác để mình đọc cái file hết thầy. Dạ chị, cái này em vẽ trực tiếp trên R Studio á, thì nó sẽ khi mà em vẽ em chạy cái lệnh nó xong là nó sẽ tự bật cái này lên đó chị. Nó trong cái R Studio nó có cái module để nó visualize cái này cho mình. Vậy là mình không cần phải một cái tool khác, là mình có thể có cái file để mình nhìn 3D. Dạ Cảm ơn em. dạ tí nữa em tối nay em sẽ tổng hợp lại code, tại vì em làm nhiều phần nó hơi lung tung nên là tối nay em không tổng hợp lại rồi em gửi lên cho mọi người để tham khảo cái hình này. Cảm ơn em.
Dạ, cảm ơn anh xem cái summary của cái linear. Dạ, cái này. Em nghĩ là cái PR với cái intercept với lại cái slope anh là nó chỉ là cái p-value để mà chấp nhận cái intercept với cái slope thôi. Còn cái p-value mà mình muốn mà để thực sự tạo ra tính tương quan phải là cái nằm dòng cuối cùng, cái p-value của F-statistic, đúng không anh? Đúng, đúng rồi bạn. Là khi mà mình cảm ơn bạn cái này, câu hỏi này hay này. Cái khi mình build cái model linear thì mình chấp nhận cái model đó thì mình phải dựa vào cái p-value cuối cùng này. Còn ba cái p-value ví dụ ở đây á, nó chỉ mang tính chất là cái độ quan trọng của cái biến này đối với cái model này thôi. Thì nếu mà nó không quan trọng thì mình có thể loại bỏ nó ra, mình lập một cái model mới để mà nó đó, rồi mình quan sát. Nhưng mà khi mà kết luận á, thì mình kết luận là mình có sử dụng cái model đó được hay không á, thì thường là mình phải sử dụng cái p-value dưới này. Mà thường á, là khi mà tất cả các p-value này phần lớn nó significant á, thì cái p-value tổng này nó cũng sẽ significant. Đa phần là vậy. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ, cảm ơn bạn. Rồi, có ai hỏi gì nữa không mọi người? Vậy thôi mình làm bài tập ha. Em chụp màn hình là bài tập đi em. Rồi tôi sẽ gọi, rồi có gì em lại nói cái phần tóm tắt đó ha. Vậy mời bạn Huy Đỗ em giúp giùm câu số 1 đi ha. Ủa bạn bạn Du chứ, sorry. Em giúp giùm câu số 1 đi. Mời bạn mời bạn Minh em giúp giùm câu số 2. Mời bạn Trình giúp giùm câu số 3 ha. Được không mọi người? Không được thì nói không được, không sao hết mọi người. Tại vì nay mình mới học mà. Đúng không? Nếu mà được thì... Em xem màn hình cho. Ok, rồi. Còn nếu có em đi rồi xăm xui để cho Thiên ở đây nói cái phần tóm tắt. Ha, mọi người cứ chuẩn bị đi. Ha. Để Thiên nó kho đọc data vào hay đánh code gì đó, cứ chuẩn bị đi. Rồi, Thiên em nói phần tóm tắt đi. Dạ, dạ em cảm ơn thầy. Dạ thì cái phần tóm tắt em thì em tổng hợp lại một số ý. Ba ý chính đó là cái mình sẽ có hai cái loại thống kê, đó là thống kê mô tả và thống kê suy luận. Thì và cái một cái nhỏ đó là cái supervised learning, supervised machine learning. Về cái thống kê mô tả thì mình nãy em có giới thiệu là mình còn mean, median vân 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 vân, nhưng mà cái đó là mình đã thường thấy rồi. Nhưng còn ở đây em có giới thiệu cái variance, covariance, correlation thôi. Thì nó sẽ hai cái covariance và correlation nó sẽ tính cho mình cái độ tương quan của hai cái biến liên tục và cái độ lớn của nó. Và đặc biệt cái correlation là nó sẽ làm cái normalize của covariance, nên là mình thường dùng cái correlation nhiều hơn. Còn cái variance là mình dùng để coi cái độ phân tán của dữ liệu của mình trên một biến. Nếu mà mình dùng hai biến trong cái lệnh của R thì mình cái đó là mình đang tính covariance rồi. Rồi còn cái thống kê suy luận mình sẽ có hai loại cơ bản, đó là parametric và non-parametric. Thì parametric là cho normal distribution, tức là phân phối chuẩn, phân phối hình vuông. Nó sẽ có hai loại, là nếu mà mình so sánh giữa hai nhóm người, hai nhóm cá thể, hai nhóm quần thể thì mình sử dụng cái t-test. Còn từ ba nhóm quần thể trở lên thì mình dùng ANOVA. Còn đối với non-parametric test thì mình cũng tương tự như t-test thì mình dùng Wilcoxon. Còn tương tự như ANOVA thì mình dùng cái Kruskal-Wallis test. Nhưng mà nó phải nó khi đó là nó không có thỏa cái normal distribution. Còn đặc biệt cái K-square test thì nó dùng cho so sánh hai cái biến là phân nhóm. Còn thêm nữa là cái những cái kiểm định để mình coi cái data của mình nó có normal distribution không á, là cái Shapiro-Q test và cái Komogoro-Smirnov test. Thì hai cái test này lưu ý là những cái test trên này á, khi mà nó nhỏ hơn 0.05 á, thì mình mới gọi là mình mới vui. Còn cái hai cái test dưới này á, thì nó khi mà cái p-value nó lớn hơn 0.05 á, thì lúc đó là mình mới hài lòng. Thường là như vậy, thường là mình mới hài lòng.
Như anh Phú có nói thì cái Sapiro thì nó theo người ta nói thì nó rất là nhạy, cho nên là mình cân nhắc trước khi mình không nên chỉ sử dụng cái Sapiro mà mình nên dùng nhiều cách. Nhưng một cái cách nữa là hồi nãy em nói là Visualize là có QQ plot và cái histogram. Và thực tế trong cái lúc em làm á, thì em khi mà em dùng Sapiro test á, thì gần như cái nào nó cũng normal distribution luôn. Em phải dùng thêm cái Komodo để coi lại thì lúc đó mới chắc chắn. Mà thực ra thì nó cũng gần bằng thôi, chứ nó cũng không phải lúc nào cũng 100% là normal distribution. Dạ rồi, còn cái linear regression, mình lúc đấy cái này mình sử dụng để mình dựng lên một cái model bằng cách là lập lên một cái đường, một cái công thức hồi quy tuyến tính. Thì từ cái mô hình này mình có thể đi dự đoán những cái biến sau này. Ví dụ như mình thu mẫu sau khi build được một cái model, mình một cái mô hình linear regression á, thì mình thu thêm mẫu và mình chỉ biết được cái đặc tính của cái đó thôi. Thì ví dụ là cái biến y thôi, thì mình có thể dựa vô cái mô hình này. Ví dụ như là cái mình chỉ thu được cái cân nặng thôi, mà trước đó mình là thu được chiều cao cân nặng, nhưng mà sau này mình chỉ thu được cân nặng thôi, thì mình có thể dựa vô cái mô hình logistic này, linear regression này, để mình tính ra cái chiều cao. Nhưng mà nó cũng mang tính chất là toán học nhiều hơn. Còn cái về lâm sàng hoặc là mặt ứng dụng thực tiễn thì mình còn những cái loại phương pháp, cái kỹ thuật supervised learning nó cao cấp hơn và nó phức tạp hơn thì nó sẽ ứng dụng được rộng hơn. Dạ, còn cái cột cuối cùng là cái cột khi mà mình sử dụng những cái function này ở trong R. Dạ. Nào không biết thầy có bổ sung cái ý nào cho em không thầy? Tôi thấy ổn hết, nhưng mà có một số cái tôi muốn đính chính lại tí xíu ha. Cái bimodal với lại cái binomial distribution đó mọi người là nó khác nhau á ha. Hồi nãy Thiên nói phần đó nó không có chính xác đó mọi người, bởi vì là mọi người thông cảm ha. Cái hình này, cái binomial có nghĩa là mình chỉ có hai cái thôi, mặt úp hoặc là ngửa, đúng không ha? Còn cái bimodal là mình trong cái distribution của mình có hai cái đỉnh ha, hai cái đó nó hoàn toàn nói hai chuyện khác nhau. Ví dụ như là mình flip một cái coin có nghĩa là mình quăng cái đồng tiền lên, đúng không? Mình chỉ có là hoặc là hình hoặc là chữ đó, vậy đó thì người ta gọi là bimodal ha. Mốt á, tôi sẽ có mở một cái lớp riêng về cái statistics này riêng, đúng không? Sẽ dạy chắc cũng cỡ 8-9 buổi gì đó, đúng không ha? Chứ còn mà nói đây không thì mọi người cũng không có hiểu. Cái gì đó, dạy riêng về xác suất rồi làm mấy cái thống kê riêng ha. Cái đó mình sẽ đi sâu hơn ha. Tôi chỉ chỉnh lại tại nãy, tại mình cái này mình lỡ record rồi mọi người, mình cũng thay đổi được, bởi tôi mới bổ sung thêm cái này tí xíu ha. Rồi ở dưới còn có một số chỗ nữa, nhưng mà nó không có quá nguy hiểm ha, bởi vì cũng không sao. Rồi bây giờ cảm ơn Thiên rất là nhiều. Tôi biết là em chuẩn bị nhiều slide, nhiều thông tin vậy nó cũng khó lắm mọi người ha, nó chứ không phải là dễ dàng gì đâu. Cảm ơn Thiên nhiều. Bây giờ có ai giúp tôi chia sẻ lại cái bài tập hồi nãy tôi gọi đó thì có Du em làm trước đi em ha, câu số 1. Dạ em cảm ơn thầy đã góp ý. Dạ để em xem màn hình đi. Mình sẽ mình cứ coi cấu trúc của cái data của mình. Sau đó em sẽ sử dụng lệnh là tách, để em tách cái bảng số liệu này ra để mình khỏi phải sử dụng cái dấu đô la. Dạ, đầu tiên là em sẽ lưu cái hồi quy của mình vô cái biến A. Sau đó em summary cái A này. Dạ, thì em sẽ thấy là cái intercept nó thỏa, cái slope nó cũng thỏa, với lại cái tương quan nó cũng thỏa. Thì em đưa ra cho mình thấy một cái phương trình hồi quy sẵn của mình luôn. Bây giờ thì em sẽ vẽ cái của mình. Là mình sẽ có được một cái đồ thị hồi quy. Giờ em sẽ cho cái đường hồi quy nó chạy.
Dạ. Còn bây giờ nếu mà mình muốn add text vô trong cái hội quy của mình thì mình chỉ cần em đổi cái 30, đỏ 30 đỏ. Em cho nó 1 đi. X bằng 1 đi. Dạ. Yeah. Y bằng 7.5 đi. Dạ yeah, cái này đúng rồi. Không, x thì bằng 1, y thì bằng 7.5. Em bị ngược rồi đó. Dạ. Yeah. Ồ, giờ em cho nó lớn quá. Dẫn cho x bằng 2 đi. Dạ yeah. Em cho 2.5 với lại cái này 7.5. À Du phải plot lại cái plot luôn. Từ cái dòng 4 mới, nó mới sửa được. Dạ yeah. Dạ rồi. Vậy là em xong cái phần summary với lại vẽ cái đồ thị, xong rồi add thêm cái đường hồi quy và cho thêm cái phương trình vô. Dạ, để em tắt share nha thầy. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn Dương. Rồi, có câu số 2 tiếp tục đi. Ai làm câu số 2 vậy? Nãy tôi kêu ai làm câu số 2 vậy? Rồi không ai làm được. Có Thiên, em có làm sẵn câu số 2 không em? À dạ, dạ không thầy. Dạ hay là đó, để làm bài tập về nhà làm đi thầy, tại cũng... Ờ, ok dạ. Vậy làm bài tập về nhà đi ha, bữa nay cũng trễ lắm rồi mọi người. À, tại nó nhiều quá, thông tin nhiều quá. Thật chất là tụi tôi còn định làm cái hierarchy clustering hay là k-mean nữa mọi người. Nhưng mà tụi tôi thấy nhiều quá, tụi tôi bỏ qua để tụi tôi để tuần sau nữa hả? Rồi, vậy thì một lát Thiên sẽ gỡ cho mọi người, hoặc là ngày mai Thiên sẽ gỡ cho mọi người mấy cái code cũng như bài tập, data đồ để cho mọi người làm bài tập thêm ở nhà hả? Cảm ơn Thiên rất là nhiều, tôi biết được là em mất nhiều thời gian để em chuẩn bị cái này. Nhưng mà sẵn một lần mình cũng tổng kết lại cái mình học đúng không? Đó, nó cũng tốt cho em đó. Rồi, có ai hỏi gì không mọi người?